Hello, em Tiên xin chào tất cả các chị yêu ạ. Mọi người ai đang xem live chấm lên bài cho em Tiên nhé. Ngày hôm nay cuối tuần thì nhà Viên lại tiếp tục chương trình sale, gọi là bữa tiệc sale đi ạ. Bữa tiệc sale cuối tuần cho các chị nhá mọi người nhá. Gọi là để cho các chị relax cuối tuần sau một gọi là một tuần các chị làm việc vất vả đúng không ạ? Mọi người ơi chấm lên bài cho em ạ. Em chào chị là Lê Thanh Mai này, chị Quỳnh Nga Chu ạ. Em chào chị Hồ Lan Duyên ạ. Mọi người ai đang xem live chấm lên bài cho em nhé. Em chào chị Minh Mộc. Minh Mộc này. Đó. Em sẽ đợi mọi người vào đông đủ một chút rồi em sẽ phổ biến này. Em chào chị Saki Chan, chị Phương Nguyên, chị Khuất Hoành Mỹ ạ. Mọi người đầu like em Tiên xin tư vấn một chút về chế độ chốt đơn cũng như chế độ bảo hành của nhà em. Để những chị yêu nào là khách mới cũng như khách cũ các chị có thể nắm rõ được quy trình vận hành của nhà Vinscarlet nhé các chị nhé. Em chào chị Huyền Trang, chào chị Nhữ Quỳnh Anh, chào chị Hương Nguyễn này. Mọi người ơi, nhà Vinscarlet sẽ chốt đơn cho những chị yêu nào có bình luận đầu tiên và ưu tiên chốt đơn cho những chị yêu nào có hiển thị logo người chia sẻ. Thế nên là ngay lúc này đây em Tiên mời tất cả các chị yêu đang xem live, các chị hãy chia sẻ cái livestream này cho em Tiên ở chế độ công khai để lát nữa khi săn sale mọi người sẽ được ưu tiên chốt đơn nhé các chị yêu nhé. Và em sẽ có 3 lưu ý nho nhỏ cho những chị yêu nào là khách mới mua hàng lần đầu của nhà Vinscarlet. Lưu ý thứ nhất là các chị yêu phải chốt đơn theo đúng cú pháp giúp em là mã cộng với số điện thoại trên cùng một dòng. Chỉ khi các chị chốt đơn theo đúng cú pháp thì hệ thống nhà em mới ghi nhận cái đơn đó của mình và chốt đơn cho các chị yêu. Vì nhà em chốt đơn bằng bên một hệ thống thứ ba nhá các chị nhá. Thế nên là mọi người phải chốt đơn theo đúng cú pháp cho em. Và lưu ý thứ hai là gì? Khi các chị yêu nghe thấy tên của mình được chốt mã đầu tiên, các chị phải nhanh tay thoát cái livestream này ra cho em và nhắn tin cho nhà Vinscarlet cái mã mà mình vừa mới được chốt. Sau đó các bạn nhân viên bên em các bạn ấy sẽ hướng dẫn mình chuyển khoản 100% mã đầu để xác minh rằng các chị không phải là nick ảo cho em ạ. Và sau khi chuyển khoản 100% mã đầu rồi thì các chị quay lại đây săn like cùng với em Tiên tiếp mọi người nhá. Đó, và lưu ý thứ ba là gì? Sau khi kết thúc cái livestream này thì toàn bộ mã của đơn ngày hôm nay các chị phải chuyển khoản 100% cho em Tiên để trên hệ thống nhà em ghi nhận thông tin của các chị. Khi các chị đã chuyển khoản 100% rồi và hệ thống đã ghi nhận thông tin rồi thì ngày mai, ngày kia, ngày kia, bất kỳ một ngày live tiếp theo nào các chị chốt đơn thoải mái cho em, dù cái đơn của ngày hôm đó có bao nhiêu mã đi chăng nữa thì nhà em cũng ship code cho các chị nhá mọi người nhá. Đó, đó chỉ là ba cái lưu ý nho nhỏ để các chị yêu nào là khách mới nhớ cho em. Và em Tiên cũng thi thoảng sẽ nhắc lại ở trên live để cho những chị yêu nào vào sau các chị không khỏi bỡ ngỡ nhá mọi người nhá. Đó, em chào chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên, chị Liên An ạ. Mọi người ơi, ai đang xem live chấm lên bài cho em Tiên đi. Và em cũng chia sẻ một chút về chế độ bảo hành của nhà em ạ. Nhà Vinscarlet sẽ bao lỗi 1 đổi 1 đối với các lỗi sờn ố rách cho em này. Và tất cả sản phẩm tới tay các chị yêu, nếu như các chị không thấy giống như những gì các chị đã chốt trên livestream, nhà em sẽ thu hồi sản phẩm hoàn tiền cho các chị. Thậm chí là nhà em sẵn sàng đền tiền cho các chị để khẳng định uy tín của nhà Vinscarlet nhá mọi người nhá. Và nhà em luôn luôn cam kết với các chị rằng nhà Vinscarlet sẽ chỉ bán hàng nội địa Nhật Hàn, hàng hiệu Nhật Hàn và châu Âu bán tại Nhật Hàn cho em. Những
loại hàng như hàng Quảng Châu, hàng may xưởng theo size số đại trà hoặc đặc biệt là hàng hot girl thiết kế trên thị trường hiện giờ là những thứ mà nhà Vinscarlett sẽ không bao giờ động chạm tới và không bao giờ bán nha các chị yêu. Mọi người nhớ cho em cái chi tiết này vì nó là một cái rất là ảnh hưởng đến uy tín của nhà em mọi người ạ. Mọi người nhớ cho em nhé. Và điều quan trọng là khi các chị đã chốt trên livestream cho em, các chị đặc biệt cho em không xả đơn, không đổi trả cho em nhé mọi người nhé. Vì khi mà một cái live này bọn em chốt rất nhiều mã đơn, có khi lên đến hơn trăm mã mà các chị đòi đổi hay là đòi xả mẫu thì nhân viên nhà em các bạn thì rất là cực. Đấy mọi người nhá. Và những chị yêu nào này ở tại Hà Nội cho em, đặc biệt là gần khu vực quận Hoàn Kiếm, các chị có thể qua trực tiếp địa chỉ 366 đường Bạch Đằng, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để shopping cho em nhá. Tại đây thì nhà Vinscarlett có bày vô vàn các loại mẫu từ áo chân váy rồi mông tơ ghi rồi tất cả các loại váy blazer các kiểu, các chị có thể qua để thử tận tay cho em, thẩm chất cận tay cho em tiên nhá mọi người nhá. Đấy, em chào chị Phạm Huyền, chào chị Mai Thảo, chị Hiền Anh ạ, chị Rốt Trần Phạm này, chị Nam Huỳnh Khải, chị Khuất Hoành Mỹ, chị Huyền Phương Trọng Dũng, chị Thúy Vũ. Rồi mọi người ơi, hôm nay thì vẫn là theo thói quen đi cuối tuần, nhà Vinscarlett thường sẽ sale cho các chị yêu để các chị gọi là relax sau một tuần làm việc vất vả. Thì vẫn là sơ mi cho em nhá mọi người nhá. Hôm nay em sẽ sale sơ mi này, nhà em sẽ sale đồng giá 100k nhưng đặc biệt là sẽ có một số mẫu có giá là 180k cho em. Mọi người nhớ cho em nhá, 100k và 180k cho em tiên này. Mọi người nhớ cho em trong live ngày hôm nay. Thế nên là em sẽ vừa live vừa đọc mã vừa đọc giá cho các chị yêu mọi người nhá. Và đặc biệt là các chị đừng quên để lại bình luận cho em tiên này, mọi người muốn lên mẫu họa tiết như thế nào, màu sắc ra làm sao, hoặc độ ngắn dài, cộc tay dài tay như thế nào đó, mọi người cứ thoải mái bình luận cho em, đừng ngại mọi người nhá. Cứ bình luận đi để em tiên hỗ trợ tìm size số cho các chị và tìm các kiểu dáng mẫu mã cho các chị yêu nha. Đó. Ok chị yêu, đây để không đợi, để cho các chị yêu không đợi lâu nữa thì em sẽ lên giá luôn nhá mọi người. À lên mẫu luôn nhá. Hello mọi người. Hello. Mọi người ơi, ngày hôm nay trong livestream này á thì em tiên sẽ lên hai loại sản phẩm để cho mọi người thấy là sẽ có rất nhiều thứ đẹp đẽ ở trong livestream này và giá rất là yêu. Trong livestream này thì giá 1XX, cụ thể 1XX là gì thì em đi xin phép được chia sẻ với mọi người là sẽ chỉ có hai mức giá ở trong livestream này thôi. Đó là giá 100k và giá 180k, và chỉ có duy nhất hai mức giá để cho mọi người lựa chọn một cái áo đẹp như thế này, hiệu lụa Nhật đó, em tên đang mặc trên người sẽ có giá là 180k và cam kết 100% trong livestream này mọi người đang săn áo vin lụa Nhật 100% là hàng nội địa Nhật, châu Âu bán tại Nhật các chị nhá. Và có hai mức giá để cho mọi người săn sale trong buổi chiều ngày hôm nay là 100k và 180k để cho mọi người đỡ bị loạn giá. Thế mọi người có thể order màu, order size, order kiểu cách nhé. Bây giờ bọn em xin phép bắt đầu lên mẫu luôn ạ. Em sẽ lên mẫu đầu tiên, bản này của em nhá, là một bản chất liệu von lụa cộc tay cho em. Bên trong có cầu vai các chị nhá, bên trong có cầu vai. Bản này cho em tiên từ 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân mặc vừa nhá mọi người nhá. 46, 48 tối đa là 58 cân. Em này sẽ có giá là 180k, mã 621 cho em tiên ạ. Chị yêu nào ưng thì chốt cho em mã 621, 180k cho em nhá. Mọi người ơi, muốn lên mẫu mã như thế nào nhớ để lại bình luận cho em tiên nhá. Bây giờ em sẽ lên mẫu này. Lên lụa, ok chị yêu, em chị sẽ lên. Chị nào hỏi đấy? Huyền ơi, Huyền săn nhà em Huyền biết rồi, nhà em chỉ có lụa và bon lụa Nhật thôi chứ không có chất nào khác cả, và 100% đều là lụa và bon lụa Nhật mà. Em sẽ lên một bản hoa cho các chị lụa nhá. Đây này, em sẽ lên hoa trước, chị nào không thích hoa thì bảo em, thích lên màu không, thích lên họa tiết khác thì bảo em nhá. Bản này cho em là một bản chất liệu lụa này, họa tiết hoa vintage cho em từ 46 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này nhá các chị nhá. Một bản dày tay cho em này. Em này sẽ có giá là 180k, mã 899 cho em ạ. 180k, mã 899, bản em tiên đang mặc ạ. Các chị nhìn cho em này, họa tiết hoa vintage. Mọi người ơi, em có một lưu ý nho nhỏ là chị yêu nào có ưng mẫu nào thì nhanh tay chụp hình lại cho em tiên nhá, để tránh trường hợp lát nữa quá nhiều mẫu trôi qua rồi các chị bảo em là tìm lại mẫu đấy để chụp thì em không thể tìm được đâu nhá mọi người ạ. Chụp lại cho em hình mẫu này nhá. Đấy, 180k mẫu này cho em. Em chào chị Thu Thủy Sarah. Mã 899 nhá chị nhá. Lụa trơn một màu đúng không? Ok chị yêu, bản này của em này từ 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân, bản em tiên đang cầm nhá các chị nhá. 46, 48 tối đa 58 cân đây, em cho các chị nhìn rõ họa tiết này. Cổ bẻ 2V được và cài kín cổ lên được cho em nha. Bản này cho em sẽ có giá là 180k, mã 632, bản em tiên đang cầm này. Họa tiết này mọi người nhìn,
Đấy, 180k mã 632 bản em tiên đang mặc ạ. À nhầm, bản em tiên đang cầm ạ. Đây, con này lên cho Huyền đi. Em ơi, dạ. lên con lụa này cho Huyền nha chị. Chị Huyền ơi, nếu ưng thì chốt cho em tiên mã này này, một bản màu trắng lụa cho em. Xí top here nhá, riêng bản này xí top here để cho em đi ló một tí này. Nếu chị nào đã thẩm đến những cái dòng mà vin lụa gọi là vin trơn ấy thì mọi người để ý hộ em, đối với những cái bản vin trơn này này, mọi người mua mới có giá từ 3 đến 5 triệu, tại vì sao nó lên một cái gu nói chung là quá đỉnh. Về form dáng và chất liệu em không bàn đến nữa rồi, mọi người nhìn vai dựng này, tay nhấn này, chất liệu lụa này, cổ bẻ hai ve, dập hai bên, bản này quá đẹp luôn. Và bản, nó là vin trơn. Bản này cho em cổ bẻ hai ve này, bên trong có cầu vai dựng vai cho em nhá, 46 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Yeah. Đấy, 46 48 tối đa là 58 cân, 180k mã 249 bản em tiên đang cầm ạ. Trong line ngày hôm nay chỉ có duy nhất hai mức giá là 100k và 180k, nhưng còn 180k. Sự luôn quá dã man. Mã 249 cho em nhá, mọi người săn lẹ đi, kết thúc line là không có giá này đâu ạ. À, như thế này cơ, mọi người nhìn cái điểm tay để thấy rằng là hàng có đẹp hay không. 249 cho chị Phạm Huyền ạ. Đấy, em lên cái chỗ, em lên bên này 100 để cho các chị săn sale rồi đã tay. Em chào chị Chelsea. Hello chị Chelsea. Mọi người ơi, em lên tiếp một bản nhá. Bản này cho em bên trong có cầu vai này. Mọi người nhìn cho em nó phối màu nhá. Màu này cho em nó sẽ là tông màu kiểu hồng, hồng cam nút cho em ạ. Từ 46 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này nhá các chị yêu. Bản này cho em sẽ có giá là 100k. 100k mã 61 cho em tiên ạ. Bên trong có cầu vai dựng dáng các chị nhìn cho em này. 100k mã 61 cho em tiên nhá. Ê ơi các chị ơi, một bản như thế này cho em mà có giá 100k, bây giờ các chị không săn thì bao giờ mới săn đây ạ? Đó. Em lên tiếp một bản nhá. Bản này của em này sẽ là họa tiết hoàng yến phối với cả giọt lệ pali cho em này. Cổ này cho em các chị về buộc nơ vào nhá mọi người nhá. Chị yêu nào khéo tay thì buộc cho em. Em tiên thì thực dạ không khéo tay rồi. Bản này cho em tiên từ 46 48 tối đa cho em tiên là 58 cân ạ. 46 48 tối đa 58 cân. 180k mã 338 bản này ạ. 180k mã 338 cho em. Họa tiết hoàng yến. Đấy. Ok chị yêu. 899 em lên tiếp một bản màu nâu nhá mọi người nhá. Rồi ôi màu nâu tây các chị ơi, cái này của em nó là có ánh gấm cho em này, những cái ánh sáng hơn sọc sọc các chị thấy không? Nó là ánh gấm cho em nhá. Bản này một bản màu nâu tây, từ 46 tối đa cho em tiên là 58 cân các chị yêu nhá. Mọi người ạ, à, về nếu mà thích cổ thoáng hơn, mọi người có thể cài bỏ, à nhầm, bỏ cài cái khuy đầu này cho em nhá, thì cái cổ nó sẽ thoáng hơn. Đấy, 46, 48, tối đa cho em tiên là 58 cân bản này ạ. 100k thôi các chị ơi, 100k mã 643 cho em. 100k mã 643 cho em nhá. Để ra bên này chị này. Ôi dồi ôi các bác ơi, cái này của em đẹp nhức nhối, mọi người nhìn cho em này, cái họa tiết này, ly này. Cái này nhá, em khuyên luôn khuyên các chị là nếu chị nào thích cổ thoáng, cổ bẻ hai ve thì cứ phanh cho em, cứ khuy đầu ra. Đấy thì mặc nó sẽ thoáng hơn. Bản này cho em là một bản tông màu xanh cho em ạ. 48 tối đa cho em tiên là 60 cân nhá mọi người nhá. 48 tối đa là 60 cân bản này ạ. Em này sẽ có giá là 180k mã 857 nhá các chị yêu. 180k mã 857 bản này cho em ạ. Mọi người ơi, sale không có nhiều đâu nên các chị phải tranh thủ cho em. Mọi người ạ, đây này, nó sẽ dập ở đây nhá. Đây là cái này nó là kiểu khuy đúc ấy, nó dập vào cho em, không phải là dính đâu, mà là dập hẳn vào cho em nhá mọi người ạ. 61 cho chị Hải Yến ạ. Em lên tiếp một bản xem nào. Cổ tròn nhá, mọi người ơi, cổ tròn mặc cũng rất là trẻ cho em. Bản này cho em nó là cổ tròn cộc tay này, họa tiết này. Đấy, một bản tông màu kiểu hồng nhá. Ở đằng sau có một hàng khuy đúc như này cho em. Bản này từ 48 tối đa cho em là 60 cân. 48 tối đa là 60 cân bản em tiên đang cầm ạ. 100k mã 584 cho em. 100k mã 584. Không biết trên live có các chị có nhìn rõ không, nhưng chỗ này này nó sẽ hơi ôm và đằng dưới này nó hơi xòe ra một chút cho em. Thì về chị yêu nào mà điệu một tí thì có thể đeo giúp em cái beo ấy, cái beo cổ và à nhầm, cái beo eo vào cho em nhá. Đấy. Em lên tiếp này. 632 chị Ngọc Nguyễn ạ. Em lên tiếp một bản nhá. Cái này nó là lụa gấm. Em giơ đi để chị cho. Mọi người ơi, cái bản này nhá, cái cổ này là nó cài sang như này này, cài kín sang như này. Nhưng nếu mọi người không thích cài kín ấy thì mọi người về mọi người là ra nó thành cổ bé hai ve như này cho em. Được chưa? Bản này là lụa ánh gấm. Bản này cho em nhá, các chị nhìn cho em họa tiết này, nó là lụa ánh gấm cho em. Họa tiết kiểu hoa hoa, cái gấm họa tiết hoa cho em nhá. Đấy, như chị Ly bạn đã nói rồi, chị nào thích thì cài kín cổ vào cho em, cổ lệch như thế này. Không thích thì về là cho em ra là cái nếp ly này ra thì thành cổ bẻ hai ve nhá chị yêu.
Một bản màu trắng cho em từ 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. 48 tối đa là 58 cân bản này cho em này. 180k mã 219 các chị nhá. 180k mã 219 cho em mọi người ơi. Khuy của nó là khuy đúc nhá, không một vết xước cho em tiên ạ. Đấy, 180k em xin lỗi. 180k mã 219. Chị yêu nào ưng thì chốt cho em ạ. Rồi hoa các chị tranh nhau đây. Tay lại còn bồng, lại còn gấm. Ôi dồi ôi, các bác ơi, của em nhá. Cái này nhá, nó sẽ là ảnh gấm cho em này. Em đứng sát cho các chị nhìn nhá. Ảnh gấm, cổ tròn cho em. Tay nhá, tay này, tay dựng cho em. Các chị thấy không, tay có độ phồng này. Họa tiết hoa hồng. Dồi ôi, bản này quá xuất sắc cho em tiên đi ạ. Từ 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Bên trong có cầu vai dựng vai cho em nhá. 48 tối đa là 58 cân cho em ạ. 180k mã 544. 180k mã 544 bản em tiên đang cầm ạ. 338 xuất hiện hàng lớn ạ. Em lên tiếp một bản hoa này mọi người này. Bản hoa này cho em nhớ các chị ơi, cái này của em. Rồi ôi, đây rồi em tí em phanh cái ngực này ra cho các chị xem. Đây ạ. Cổ có thể cài kín cho em nhưng em tiên là người thường xuyên thích mặc cổ thoáng thế là em sẽ bẻ thành cổ bẻ hai ve nhá các chị yêu. Bản này cho em tiên từ 46 48 tối đa cho em là 58 cân. 46, 48 tối đa là 58 cân bản em tiên đang cầm này. 180k mã 636 cho em nhá. 180k mã 636 bản em tiên đang cầm. Đó, chị yêu nào ưng mẫu nào thì chụp hình, chụp ảnh màn hình lại cho em này. Em chào chị Lê Mỹ, chào chị Lan Anh Đoàn, chào chị Phạm Phạm Hương này, chị May Mắn nhé, chị Nhung Nguyễn, chị Huệ Mai, chị Nguyễn Thái này, chị Nguyễn Nhật Lệ, chị chờ. Rồi mọi người ơi, nhiều quá em không đọc hết được. Các bác ơi muốn lên mẫu gì nhớ bảo em tiên nhá. Bảo em tiên để lại bình luận cho em đi ạ. Em lên tiếp một bản màu cam. Bản này cho em màu cam đất nhá. Đợi em một chút để em chỉnh lại cái cầu vai ở bên trong. Đây, bản này cho em nhá, họa tiết này, chấm bi này các bác này. Chấm bi cho em từ 46 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này và bên trong có cầu vai dựng vai cho em nhá. Đấy, bên trong có cầu vai dựng vai này. 180k mã 135 nhá các chị yêu. 180k mã 135 cho em. Mọi người nhìn cho em cái ảnh gấm này. Các bác có thấy cái ảnh gấm không? Đấy, 180k mã 135 ạ. 643 cho chị Ngọc Nguyễn ạ. Em lên tiếp này. Xem nào. Xem các chị thích mẫu mã như thế nào nhớ bình luận cho em đấy. Đây nhá, em lên tiếp một bản màu hồng ạ. Rồi các bác ơi, cái màu hồng này xinh lắm nhá. Bản này của em từ 45 tối đa cho em tiên là 56 cân. 45 tối đa là 56 cân bản em tiên đang cầm này. Đó, bản này cho em sẽ có giá là 100k mã 335 ạ. 100k mã 335 bản em tiên đang cầm nhá các chị nhá. Em chào chị Phúc Hậu ạ. Em lên tiếp này. Bản này cho em sẽ là một bản cộc tay nhá các bác nhá. Một bản cộc tay cho em cổ bẻ 2V này. Cổ bẻ 2V, hai bên vai có nhấn ly này mọi người này. Một bản chất liệu von lụa cộc tay. Từ 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. 46, 48 tối đa là 58 cân. 100k mã 203 cho em ạ. 100k mã 203 bản em tiên đang cầm nhá. Em lên tiếp một bản này, bản này của em ạ. Bên trong có cầu vai đây các chị đợi em một tí. Đây, cổ tròn cho em này. Bên trong có cầu vai cho em nhá. Từ 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. 48 tối đa là 58 cân. 180k mã 485 ạ. 180k mã 485 cho em nhá. Mọi người nhìn họa tiết này, họa tiết Hoàng Yến cho em này. Đấy, 180k mã 485 cho em. Chị tiên mặc có bán ạ. Mọi người ơi, áo em có bán nhá. Áo này của em sẽ có giá là 180k mã 621. Từ 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân nhá. Đấy, chị yêu nào ưng thì chốt cho em. Vì mà em tiên đang mặc vẫn còn. Chị Lan Phạm, chân váy dáng à? Chân váy ạ. Chân váy thì phải like sau nhá. Chân váy phải like sau rồi chị yêu ơi. Bản này cho em nhá mọi người ơi. Quá đẹp luôn này, các chị nhìn cho em cái tông màu nhá. Đây, bản này của em nhá, nó sẽ là họa tiết hoa vintage trên nền xanh dương các chị ạ. Xanh pastel cho em nhá. Đấy, cộc tay chất liệu von lụa,
từ 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Eo xinh chưa các chị ơi? 48 tối đa là 58 cân này, 180k mã 316 cho em ạ. 180k mã 316 bản em tiên đang cầm nhá các chị yêu nhá. Eo màu xanh quá xinh luôn. Quá xuất sắc luôn các chị yêu ạ. 219 chú ý làm thảo chi. Em lên tiếp một tông màu hoa nữa này các chị ơi, tông màu hoa tím cho em nhá. Eo ơi các bác ơi, cái bản này của em này các bác không biết các bác có nhìn rõ không? Nó sẽ nhún ly ở dưới này. Nhún ly ở dưới cho em này. Đó, bản này từ 45 tối đa cho em tiên là 56 cân. Nó hơi bé hơn một chút thôi. 45 tối đa là 56 cân bản em tiên đang cầm nhá. Một em họa tiết hoa mọi người ạ. Em này sẽ có giá là 180k, mã 984 ạ. Đây em zoom gần cho các bác xem. Cổ này siêu xinh luôn hoa nhá. Tông màu pastel, 180k, mã 984 cho em bản này. Quá xuất sắc. Mọi người nhớ chụp màn hình đấy. Chị ơi, bờ laser nhà em vừa like tối hôm qua xong chị yêu ạ. Chị Hà An nhớ, chị hỏi mấy lần rồi ấy. Chị này như chị hỏi mấy lần hay sao, nhà em vừa like laser tối qua xong. Chị xem lại like tối qua xem thích cái nào chụp ảnh màn hình. Chị yêu nhớ, xem lại like tối hôm qua cho em tiên. Nếu chị thích cái nào thì chị chụp ảnh màn hình lại, xong chị nhắn tin cho nhà em để nhà em check nhớ. Bản này của em này là một bản họa tiết này, mọi người nhìn cho em họa tiết của nó là họa tiết kiểu răng. Cái này là họa tiết kẻ ô cho em này. Đấy, từ 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này nhá. 46, 48 tối đa là 58 cân cho em này. Em này có giá là 100k mã 11 cho em. Chất liệu lụa nhá. 100k mã 11 này, đằng sau nó đổ ly này. Quá đẹp luôn. Eo 100k các chị ạ. 544 chất liệu hình mi ạ. Bản này của em nhá. Bản này của em này mọi người ơi, nó sẽ là họa tiết gấm ạ. Họa tiết gấm cho em, mọi người nhìn thấy không? Nó hơi có ánh gấm một chút. Bản này từ 46 tối đa cho em tiên là 58 cân nhá. Eo thề các bác ơi, tông màu quá xuất sắc luôn. Cổ của nó này, cổ của nó theo kiểu theo gen cho em này. 46 tối đa là 58 cân bản em tiên đang cầm này. Em này sẽ có giá là 100k các bác ơi, 100k thôi. 100k mã 163 cho em. Đấy, 100k mã 163 bản em tiên đang cầm nhá. Chị yêu nào ưng thì chụp màn hình lại nhanh tay cho em tiên nha. 11 chị Thu Hằng ạ. Chị tặng má bảo là chị mới vào. À thế à? Chắc là trùng tên chị yêu ạ. Thế thì nhớ em bảo chị yêu ơi, tối hôm qua nhà em vừa mới like blazer xong, còn nhiều mẫu lắm, chị cứ xem lại cái like tối qua cho em. Xong rồi chị yêu mà ưng mẫu nào chụp ảnh màn hình lại xong gửi qua inbox cho nhà em nhá. Các bạn nhân viên các bạn ấy check cho. Đấy, tối hôm qua em vừa like xong blazer chị yêu ạ. Đó, bản này của em nhá các bác ơi. Trời ơi, sơ mi anh gấm cho em thế này thì có chết em không các bác ơi. Quá đẹp nhá. Đây, em đang zoom kỹ cái gấm thôi, còn cái màu của nó không sáng như này đâu. Màu nó sẽ như thế này này. Đấy, màu của nó kiểu huyền bí cho em. Nhìn nó sang lắm nhá các chị nhá. Từ 46 tối đa cho em tiên là 58 cân. Các chị thấy nó ánh không? Ánh lên như này. 46 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này ạ. Em này sẽ có giá là 100k mã 90 ạ. 100k mã 90 cho em nhá. Hay là chị An có muốn mua sơ mi thì bảo em tiên tìm mẫu cho nha chị yêu ơi. Đây là cái này có phải cái này. Ờ đúng rồi. À không không chị ơi không. Cái này nó có cả màu màu đây này. Không phải cái này đâu. 90 cho chị Thu Hằng ạ. Đây là giống cái hay là cái đấy nhỉ. 203 cho chị Minh. Tại vì mấy cái tông màu kiểu sơ họa tiết như thế thì nó giống nhau. Kiểu họa tiết giống nhau thôi, chị cứ để cái đấy cũng được. Bản này cho em nhá, các bác ơi, họa tiết hoa cho em này. Mọi người nhá, như cái tông tối họa tiết hoa này các bác về dễ phối đồ cực kỳ luôn. Nó là cổ bẻ hai ve cho em, không biết các chị có nhìn rõ không. Đấy, tông hoa này cho em nhá, một em chất liệu lụa. Một bản chất liệu lụa cho em này, từ 46 tối đa cho em tiên là 58 cân. 46 tối đa là 58 cân bản này nhá các chị yêu nhá. 100k mã 505 cho em này. Chị đi ơi, đóng em cái cửa nữa. Nó bị nóng. 100k mã 505 bản em tiên đang cầm nhá các chị nhá. Đấy. Rồi một bản tông hoa. Mọi người muốn em lên màu tối màu sáng thì nhớ bảo em. Ui các bác ơi, bản này của em nhá. Bản này của em nó là pha gì nhỉ?
pha chất line lần hiệu nhá mọi người nhá. Không biết trên line các chị có nhìn rõ không, nhưng bản này của em nó là von lụa pha một chút line lần hiệu cho em. Mọi người nhớ cho em này, chất line lần hiệu nó là một dạng của đũi, nên các chị mặc nó rất là thoáng mát cho em. Không những thế, von lụa nó đã nhẹ rồi, hôm nay là vừa von lụa vừa pha line lần hiệu cho em nữa, thì nó siêu nhẹ cho em, siêu thoáng cho em, các bác mặc thoải mái nhá. Bản này của em này là một bản cộc tay cho em nhá. Bản này thì hơi to một chút, từ 50 tối đa cho em Tiên là 65 cân ạ. 50 tối đa là 65 cân bản này em Tiên đang cầm nhá. Em này sẽ có giá là 180k mã 271. Đấy, 50 tối đa là 63 cân, 180k mã 271 cho em ạ. Đợi em một chút nha mọi người, đây em sẽ tìm mẫu. Mọi người ơi, bản này của em nhá, bản này của em là một bản màu tím này. Đây, một em màu tím cho em. Nó sẽ có một chút điểm nhấn là ly dập nổi cái cho này, em ở đây. Cái này bị lỗi cổ. Nên để ý này, cái này bị dập. Cổ không để ý. Cổ. Đây, thôi em lên bản bù màu tím khác đẹp hơn. Bản này cho em nhá. Cổ nó sẽ thêu cho em như thế này và dập laser nhẹ này. Từ đây cổ bẻ hai ve cho em Tiên, từ 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. 46-48 tối đa là 58 cân bản này cho em ạ. 100k mã 106 nhá. Cổ bẻ hai ve cho em này. Đấy, 100k mã 106 bản em Tiên đang cầm này. Eo xinh xuất sắc các bác ạ. 316 chị Thu Trà. Em lên tiếp một tông màu sặc sỡ này các chị yêu nhá. Bản này cho em này về cài kín cổ vẫn được cho em. Từ 45, em xin lỗi, từ 48 tối đa cho em Tiên là 62 cân. 48 tối đa là 62 cân bản em Tiên đang cầm nhá. Cái này của em ạ, bản này của em nó cũng pha chất line lần hiệu. Nó có pha một chút line lần hiệu cho em này, các bác nhìn cho em nhá. Nó có một chút đũi đũi này. Đấy, mặc về nó thoáng cho em. Bản này 180k mã 254 nhá. Eo tông màu vàng các bác ạ. 180k mã 254 cho em. Cái này phải 50 tối đa là 63 cân mặc vừa. Đấy, eo xinh quá. 135 chị An Mỹ. Mọi người ơi, sale mà toàn những cái bản gọi là xuất sắc như thế này cho em thì có chết không? 254 chị Thu Hằng. Em lên tiếp một bản nữa này. Bản này cho em nhớ rồi các bác ơi, nó là hoa nhí. Đây ạ, đợi em một tí. Đợi em một tí để em cài cái cúc áo đây vào cho các chị xem. Em Tiên luôn luôn nói rằng là những chị yêu nào mà thích cài cổ áo cao thì cứ cài hết lên cho em. Còn nếu không thích thì có thể phanh cái cúc đầu ra như em Tiên mặc này, nó sẽ thành kiểu cổ thoáng hoặc là cổ bẻ hai ve cho em nhá. Đấy, bản này cho em Tiên này. Các bác ơi, tông màu cho em là tông màu đen nhá. Họa tiết hoa nhí trên nền đen cho em Tiên ạ. Bản này từ 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân nhá các chị yêu nhá. 46-48 tối đa là 58 cân cho em. Sale có 100k thôi các bác. 100k mã 231 bản này cho em. Đấy, 100k mã 231 cho em Tiên nhá. Mọi người lụa nhanh tay cho em. Sale nó cũng không có nhiều và nhà em sẽ cũng không sale lại lần nữa đâu. Mà kết thúc livestream thì sẽ mọi thứ nó sẽ về giá cũ. Thế nên các chị phải nhanh tay cho em nhá mọi người nhá. Đấy. Rồi, chị nào thích màu trơn ạ? Chị nào thích màu trơn thì dinh ngay em này cho em nhá. Bản này cho em này. Bên trong có cầu vai đây mọi người, nó có duy nhất một cái khuy đá ở đây để làm điểm nhấn đấy mọi người, nhìn cho em nhá, còn lại đều là khuy ẩn cho em ạ. Từ 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. 46-48 tối đa là 58 cân cho em. Đấy, chị Phạm Huyền mà còn xem ưng thì chốt cho em. Bản này là một bản lụa, tông màu của nó sẽ là tông màu hồng nút cho em nhá. Hồng be nút cho em bản này. Đây là ở cái phần đây nó có một cái khuy điểm nhấn rất là đẹp. Đấy, bên trong có cầu vai cho em các chị yêu nhá. Đây là một bản màu trơn đấy. Hello bác cá Vũ. 180k mã 216 bản em Tiên đang cầm này. 180k mã 216 cho em nhá. Đấy. Em lên tiếp mẫu này. 231 chị nào hạnh. Rồi ôi, tông màu tím quá xuất sắc các bác ạ. Không còn lời nào để gọi là khen nữa. Đây nhá, cái cổ của em nó sẽ là thêu mọi người nhá. Thêu hoa cho em này. Bản này cho em bên trong có cầu vai. Bên trong có cầu vai này. Từ 46-48 tối đa cho em là 58 cân nhá.
46, 48, tối đa là 58 cân này. 100k mã 194 ạ. 100k mã 194 cho em. Nó là hoa nhí trên tông màu trên nền tông màu tím cho em mọi người ạ. Chị Thu Thủy Sara ơi, mình còn xem like không? Nếu chị ưng thì chốt cho em mã này nhá. Bản này của em nó là một bản chất liệu von lụa cho em này, tông màu hồng đỏ mọi người ạ. Từ 45 tối đa cho em tiên là 56 cân. 45 tối đa là 56 cân bản này cho em nhá. 180k. 180k mã 550 nhá. 180k mã 550 bản em tiên đang cầm này. Đó. 106 Thủy Thu Trà. Em lên xem nào. Một bản tông màu đây, nó sẽ là cổ rực cho em mọi người ạ. Chấm nhá, mọi người có nhìn thấy cái chấm ở trên nền vải không? Chấm chấm này là chấm gấm cho em. Bản này cho em tiên cổ rực. Từ 46 tối đa cho em tiên là 58 cân. 46 tối đa là 58 cân bản em tiên đang cầm này. 100k mã 781 cho em ạ. 100k mã 781 nhá các chị yêu nhá. Bản này cho em này, từ 45 tối đa là 56 cân cho em đi. 45 tối đa là 56 cân bản này cho em nhá. Chất liệu lụa màu đỏ cho em ạ. Bản này có giá là 180k. Mã 960. 180k mã 960 cho em nhá. Đây họa tiết của nó đây. Đấy, 180k mã 960 cho em. Chị yêu nào ưng thì chốt cho em mã là 960. Đấy. Rồi các bác ơi, cái màu này của em đẹp như thế này thì có chết em không? Mà sale có 180 thế này thì có lỗi với nhà sản xuất quá các chị ạ. Bản này của em cho các chị sâu cho các chị nhìn này, ánh gấm rõ ràng luôn các mọi người nhìn cho em nhá. Ánh gấm này, tông màu thì sang thôi rồi cho em đây. Màu này sẽ là màu chuẩn này, em đứng xa màu chuẩn nhá. Từ 48 tối đa cho em tiên là 60 cân mọi người ạ. 48 tối đa cho em là 60 cân bản này nha các chị yêu. Em này sẽ có giá là 180k mã 843 cho em. Đó, 180k mã 843 bản này cho em này. Cổ bẻ hai ve nhá mọi người nhá. Những cái bản mà gấm gấm như thế này cho em này, độ mới của nó rất là cao. Đấy. 781 cho chị An Mỹ. Mọi người muốn em lên tông màu gì nhỉ? Để em tìm cho. Đây các bác đợi em tí, em cài cái quy cái áo này vào xem, em sẽ lên cái tông màu xanh này siêu đẹp cho các bác xem. Mọi người muốn em lên cộc tay hay cộc nhầm hay dài tay này thì có thể để lại bình luận cho em. Và đặc biệt là các chị phải để lại bình luận số đo, chiều cao, cân nặng để em tiên có thể gọi là hỗ trợ tìm mã, tìm size cho các chị nhá. Tìm những cái nào mà mã vừa với các chị. Đây bản này của em nhá, một cái tông màu xanh rất là đẹp. Đây, tông màu xanh cho em này. Mọi người nhá, cái cổ này của nó thì các chị có thể cài kín lên được cho em này. Cái ve cổ các chị nhìn không, nó rất là bé. Nó rất bé và nhìn kiểu nó lạ ấy mọi người. Mọi người nhìn cho em nhá. Đây này, ve cổ đúp cho em. Bản này thì từ 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. 46, 48 tối đa cho em là 58 cân nhá. Thề với các chị luôn là cái màu này rất đẹp. Em này có giá là 180k mã 65. 180k mã 65 bản em tiên đang cầm nhá. Đây đằng sau đây. Em thề các bác luôn cái màu này cực kỳ đẹp luôn ý. Nó xuất sắc. Xanh đậm nhưng mà chị ơi, xanh dương hay là xanh lá cây hay xanh xanh bộ đội? Chị yêu để lại bình luận lại cho em xem nào. Xanh dương là xanh lá cây, nhầm, xanh đậm là xanh dương hay xanh lá cây? Thì để em tìm cho. Và quan trọng là bác bao nhiêu cân, mặc size gì, em hỗ trợ tìm cho mình nhá. Chị thu áo cộng tay size 60kg có không sốt? 60kg có, chị ơi, cái áo mà em tiên đang mặc vừa 60 cân đây. Bản này em tiên đang mặc vừa 60 cân nhá. Chị nhìn em này, em có 50 cân em mặc còn rộng hoác ra như thế này. Chị yêu nào ưng thì chốt cho em mã này nhá. Đây đợi em tí, nếu mà chị yêu ưng này thì chốt cho em cái mã này, nó là mã 621, 180k nhá. Đây em lên luôn một cái bản cho chị nào mà 60 cân cộc tay đây. Thề bác ơi, cái màu vàng thì bác không chốt thì ai chốt nữa cho em. Đây nhá, cổ của nó này siêu xinh. Chị nếu mà thích cổ thoáng thì phanh cho em hai cái khuy đầu dày ra thì nó sẽ thành cổ thoáng cho em tiên mặc. Bản này cho em cộc tay chất liệu von lụa từ 50 tối đa cho em tiên là 63 cân. Đấy, 50 tối đa là 63 cân bản này cho em nhá.
180k mã 182. Đấy, 180k mã 182 nhá. Eo ơi, hoa vintage này trên nền vàng cho em. Quá nổi luôn, chị yêu ưng thì chốt cho em, không ưng thì để em tìm mẫu khác nhá. Đấy, 960 cho em Minh Thành. Bản này của em này. Rồi ôi các chị ơi, cái này của em đây, từ để em cài cho cái quy nó kín mà các bác nhìn nó đẹp. Bản quy này, à nhầm, bản hoa này của em quá đẹp luôn nhá. Bản này của em là hoa nhí này. Hoa nhí trên nền be cho em này. Đây nhá. Ở bên này có cái túi cho em. Từ 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. 48 tối đa cho em là 58 cân bản này nhá. Bên trong có cầu vai mỏng một chút để dựng vai cho các bác. Đấy, 180k mã 19 cho em tiên bản này. 180k mã 19 cho em nhá. Đây, họa tiết đây. Họa tiết hoa trên nền be, cực kỳ dễ mặc cho em. Đó, xanh dương đậm, thử em lên đi, xanh dương đậm 58 cân rồi bác ơi. Em có một bản này xanh dương đậm. Đây nhá, của em nó là hàng hãng này. Chị yêu nhìn cho em cái gấm này, mọi người thấy không? Xanh dương đậm và nó có ánh gấm cho em. Và điều quan trọng là khuy đúc quá đẹp luôn. Bản này bác chốt nhanh cho em, nó là lụa cho em nhá, lụa gấm. 46-48 tối đa cho em là 58 cân mặc vừa. Eo quá, quá xuất sắc luôn. 46-48 tối đa là 58 cân cho em. 180k mã 163 nhá. Em thề với bác luôn, bác chốt cho em bản này về, bác cầm cái chất vải này. Nó mềm, nó nhẹ và nó mỏng. Rồi ôi, nó thoải mái cho em nhá, rất là mịn luôn này. Nó là lụa, đấy, mặc mát người cho em nhá. Nếu mà ông thì chốt mã 163 cho em này, chị yêu này. Đấy, 65 cho chị Quỳnh Nguyễn. Em chào chị Nguyên Nguyên, chị Mai Phan, chị Minh Trần, chị San Nguyễn. Các chị ơi comment hỏi lên hộ em nhá. Em lên tiếp một bản cổ tròn các chị ơi. Bản này cổ tròn cho em nhá. Rồi ôi, đây cổ tròn. Họa tiết của nó em nó đây. Bên trong có cầu vai cho em tiên ạ. Bên trong có cầu vai. Từ 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. 48 tối đa là 58 cân cho em. Em này có giá là 200k mã 26, à nhầm, 180k mã 206. Bản này là lụa ánh gấm này, tay của nó. Lụa ánh gấm cho em này. Vai nhấn đấy, đẹp. Vai nhấn nhá, có độ bồng nhá. Và có cầu vai bên trong cho em. 180k mã 206 ạ. Đấy, 182 cho chị Hoa Hoàng. Đây, cái này cũng tông xanh cho em ạ. Bản này của em này, cổ dập laser nhá. Cổ dập laser và thêu cho em. Bản này từ 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân. 46-48 tối đa là 58 cân. Bản em tiên đang cầm này, 180k mã 196 nhá các chị nhá. Tay có độ phồng nhẹ này. Đấy, 180k mã 196 bản này cho em này. Rồi ôi, họa tiết của em nó đây, các chị nhìn kỹ cho em. Đó, rồi comment hỏi màu hỏi size nhá các chị. Hỏi màu hỏi size cho em đi ạ, để em hỗ trợ tìm cho các chị yêu. Đấy nhá, từ nãy giờ các chị yêu cứ hỏi là em sẽ tìm mà. Chị nào cứ hỏi là em cũng sẽ tìm cho mọi người nhá. 19 cho chị Minh Ảnh nhá. Bản này đợi em tí để em cài quy vào cho các bác nhìn rõ. Bản này cho em tiên này, từ 45 tối đa cho em tiên là 52 cân. Size là hơi nhỏ một chút. 45 tối đa là 52 cân cho em. Em này có giá là 100k mã 590 nhá mọi người nhá. 100k mã 590 bản này cho em này. Đấy, đứng xa ra các chị nhìn rõ màu. Rồi, rồi các bác ơi, cái này của em nhá, nó là cổ bẻ hai ve. Tay này thì nó không phải là cục tay, mà nó cũng không phải là dài tay, mà nó kiểu tay lỡ ấy mọi người. Đấy, đây cổ bẻ hai ve cho em. Bên dưới gấu có đáp ren này. Bản này cho em đi từ là 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. 48 tối đa là 58 cân bản này cho em nhá. Đây màu của nó đây, màu chuẩn đây, màu hồng. Các chị thấy không, nó là màu hồng cho em ạ. 60 cân cũng vừa. 48 tối đa cho em là 60 cân nhá. Bản này có 100k thôi các bác ạ. Đây này, các bác nhìn cho em có họa tiết của em nó trên tông màu hồng này, trên nền hồng cho em nhá. Cổ bẻ hai ve, 100k mã 948 cho em. Đấy, 100k mã 948 nhá. Rất xinh ạ. 206 chú ý Lan Dương ạ. Để nhầm bên phần ở ngoài. Chị Thu Thủy ơi, chốt 948 kèm số mạng giúp em với ạ.
bản này cho kế 100k để bên kia. À người chốt là bản này cho em nhá. Về này, các chị yêu buộc cho em cái dây cổ thành cái nơ cho em này, em tiêm buộc xấu lắm. Bản này cho em từ 48 tối đa là 58 cân. Đấy, màu kiểu màu tông màu đen nhá. 48 tối đa là 58 cân, chất liệu von lụa. 100k mã 462 cho em tiên này. Đó, 100k mã 462 cho em đứng gần cho các chị nhìn rõ họa tiết này. Eo ơi xuất sắc không? Quá đẹp cho em luôn, mọi người nhìn thấy chưa? Rất xuất sắc cho em ạ. Chị Thu Thủy ơi, mình inbox giúp em với ạ, để em gửi công ty chuyển khoản cho mình chị nhá. Chị Thu Thủy Sarah check inbox cho em tiên. Phải Sarah. Không. Chị Thu Thủy check inbox cho em khổ quá. Em nói tên bác Thu Thủy Sarah nhiều nên bị quen mồm ấy. Mở mồm ra là Thu Thủy Sarah. 163 cho chị Ngọc Nguyễn ạ. Rồi các bác ơi, bạn nào à nhầm, bác nào thích điệu ạ? Bác nào thích điệu, điệu của em đây. Bản này của em nhá, nó sẽ bo gấu và xòe này, kiểu dáng bếp lăm cho em. Đây họa tiết của em, nó là họa tiết hoa phối với họa tiết hoàng yến cho em nhá. Quá đẹp bản này luôn. Bản này thì từ xem nào, cổ nó xem nào. Đây rồi ôi, cổ nhấn bèo. 46 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này nhá. 46 tối đa là 58 cân. 180k mã 523 cho em. Đấy, 180k mã 523 nhá. Eo ơi quá đẹp luôn, quá xuất sắc. Các bác nhìn này. Eo ơi. Đấy, 196 cho chị Hải Linh ạ. Đây ạ. Em lên bản này tông màu vàng cho em nhá. Trời ơi các bác ơi quá đẹp này. Đây từ từ để em chỉnh lại. Các chị đợi em một tí để em chỉnh lại cái vạt đằng trước nó đang hơi hơi lệch một chút. Đây bản này của em nó là tông màu vàng, chất liệu von lụa cho em nhá các bác nhá. Đây không phải là nó nhàu mà là nó kiểu nhăn nhăn như thế cho em này. Từ 48 tối đa cho em tiên là 60 cân. 48 tối đa là 60 cân bản này cho em nhá. Đấy, em này sẽ có giá là 180k mã 202. Đây, nhìn gần các bác nhìn họa tiết này. 180k mã 202 bản này cho em này. Quá xuất sắc luôn. Em lên tiếp một bản tông màu be cho các chị nhá. Bản này của em, trời ơi các bác ơi, 100k cái bản này của em thì không biết là em có nên bán hay không. Đây mọi người nhìn cho em này, cái cổ áo của nó sẽ như thế này cho em, và các chị có thể cài sát lên thành như thế này nhá. Đấy, trời ơi ly đằng sau này. Bản này cho em tiên đi là từ 50 tối đa cho em là 62 cân. 50 tối đa là 62 cân bản này cho em nhá. Nó là màu be đấy ạ. 100k mã 206. 100k mã 206 cho em nhá. Em nói đùa thật sự với các bác luôn đấy. Cái bản này mà 100k không biết các bác kiếm ở đâu ở ngoài kia được một cái bản đẹp như thế này cho em. Đây, mới như thế này cho em mà có 100k thôi. 202 xuất hiện JC ạ. Ô, cái gì đấy? 202 là cái gì đấy? À rồi. Rồi, khiếp, bác JC, bác thì cứ thích mấy cái màu lạ lạ. Cái đấy nổi lắm ý chị JC. Đây nhá. Đây rồi kia. Vừa thấy chốt cái lạ lạ cái là gọi tên JC luôn đây này. Đây đợi em để em cài quy nó vào cho JC ngắm. Nếu mà JC ưng thì chốt cho em bản này nhá. Thề luôn cái bản này đẹp không thì khác gì cái bản kia. JC ơi, JC mà ưng thì chốt cho em nhá. Để em sâu kỹ cho các bác nhìn nhá. Đây đằng sau của em nó này, cái vải này của nó sẽ hơi nhăn nhăn như thế này cho em. Nó là lụa von nhăn. Lụa von lụa nhăn cho em nhá. Đấy, rồi ôi dài, màu xanh nổi như thế này. Từ 48 tối đa cho em là 60 cân vừa. 48 tối đa là 60 cân. Bản này cho em có giá là 180k mã 477. 180k mã 477 cho em nhá. Đây, họa tiết hoa trên nền xanh cho em. Cái gì bảo không sao, chị rất trắng. Chắc mặt đấy. Eo ơi nói đùa. Bà này bà trắng đấy. Thế thì mặc cái gì cũng nổi. Bảo sao mặc cái gì cũng nổi luôn. Đây nhá các chị nhá, một bản lụa gấm cho em. Ánh gấm nhẹ thôi, không biết các bác có nhìn rõ không.
Bản này cho em thì từ 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Rồi đứng ra đây lụa nó ánh đây này, ấm ánh gấm đây này. 46, 48 tối đa là 58 cân cho em nhá. 100k thôi ạ. À. 100k mã 154 cho em. Đấy. Em nói thật, thật sự các chị về, các chị khui hàng ra, các chị cầm cho em và cảm nhận cái chất liệu của nhà em, mọi người mới biết nó là như thế nào. Lụa thì nó rất là mát tay, nó rất là mềm. Còn von lụa thì các chị mặc lên người em đảm bảo các chị thoáng dã man. 477 của chị Chelsea ạ. Thoáng mát nhá mọi người nhá. Chị Linh Lê sau ạ. Đây, lên tiếp một bản em này nó lụa hai da cho em nhá. Đây, tông màu của nó đây mọi người nhìn cho em này. Đấy, em zoom kỹ cho các bác nhìn họa tiết đã. Còn tông màu chuẩn nó là màu như thế này cho em. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Một bản lụa hai da các bác nhớ cho em đứng xa thế này mới là tông màu chuẩn nhá. Em đứng gần zoom kỹ để cho các chị nhìn thấy có cái họa tiết của em nó thôi. Đấy, 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. 180k mã 406 ạ. 180k mã 406 cho em. Trời ơi, xuất sắc luôn. Tông màu ghi phối với đỏ cho em đấy. Ghi của nó là ghi tối nhá. Đây, eo thề các bác, thề các bác cứ mặc thử lụa hai da đi. Cái màu của nó sang lắm luôn. Đừng nghĩ là màu tối mà mặc không đẹp nhá. 154 chị nào hạnh ạ. Con này quá xuất sắc. Chị Sapi Trang ơi, mình sẽ làm theo giúp em với ạ. 154 lên hết ạ. Ôi dồi ôi, chết rồi, cái này đẹp chị quá. Rốt Trần Phạm bảo là có áo cổ trụ của em kiểu cá tính. Cổ gì cơ? Cổ trụ. À cổ trụ cá tính có. Chị yêu đợi em để em tìm cho nhá. Chị gì? Chị Saki Chan à? À, chị, à Rốt Trần. Ok, bác đợi mình tí. Để em bảo người hỗ trợ tìm xong rồi em sẽ gọi tên bác nhá. Đang tìm rồi ạ. Bản này của em nhá, nó là von lụa. Cũng là, vẫn là von lụa nhăn cho em này. Đấy, 40, xem nào. Bản này phải 50, 50 tối đa cho em tiên là 62 cân. Đấy, 50 tối đa 60 cân đi. Bên trong có cầu vai, dựng vai cho em. Tông màu thì quá xuất sắc rồi, em không phải nói nhiều. Em này cho em sẽ có giá là 180k mã 659 cho em nhá. Bác, các bác ơi, nguyên giá của em nó là 300k. Nguyên giá trên mác nó là 300k cho em. Đấy, còn ở đây thì nó sẽ có giá là 180k mã 659. Sale cho các bác gọi là quá chi là đập sâu luôn. Bản này cho em đây, cổ dựng này. Chị Rốt Trần ơi, nếu mình ưng thì mình chốt cho em này. Bản này cổ dựng cho em đây này. Đấy, úi dồi ôi, cái này nó là của hãng đây này. Đấy, cổ dựng cho em nhá. Em này cũng khá là cá tính luôn. Từ 48 tối đa cho em là 60 cân. 48 tối đa là 60 cân. Bản em tiên đang cầm ạ. Nếu chị yêu ưng thì chốt cho em mã 50. Mã 50 180k. Mã 50 180k cho em ạ. 659 chút ý đào anh ạ. Chị Trang đi có ở bên sao. Treo quá đen họa tiết xanh xanh. Áo đen họa tiết xanh xanh chị nhìn đâu ta? À cái này nó là, đây, cái này của em nó là chất lai lần hiệu. Tay bồng. Tay bồng nhá, bản này 180. Đây nhá, cổ tròn cho em. À nó là cái cổ kiểu cổ đây, vuông. Cổ này gọi là cổ cổ điển. Cổ cổ điển là như thế nào để em diễn tả mọi người xem nhá. Nó sẽ có một cái đường lượn ở đây, xong nó sẽ có một cái đường lượn tiếp ở đây, có nghĩa là hai cái chữ V nó úp vào nhau. Và để chỉ và để nói về hàng hiệu em đi xin phép được nói về cái bản này, là có nghĩa là đối với những cái bản cổ điển ấy thì nó sẽ hay có cái phần cổ như này này. Đó. Để đưa cái lòng vận tay vào bên trong để cho mọi người nhìn rõ cái phần cổ của nó này. Đấy, đây, cổ của nó sẽ là như này này. Đây lượn lượn các chị thấy không? Đó. Lượn bầu. Và nếu không phải hàng hiệu ấy thì không bao giờ làm được cái cổ lượn như này. Nếu mà là hàng Quảng Châu hay may xưởng, các chị thấy những cái đường lượn ấy, họ không làm được đường dập của lượn đâu, nó sẽ bị ửa ra và nó sẽ bị cụp vào. Đấy. Đấy. Bản này cho em nhớ, tay phồng bên trong có cầu vai, chất lai lần hiệu. Từ 46 48 tối đa cho em tiên là 58 cân nhá. Ôi chị nào trắng mặc bộ này thì 46 48 tối đa là 58 cân đây chị tiên trắng đây. 180k mã 581 cho em. Mọi người nhìn hộ em. Đấy, đẹp từ cái đường ly nhấn luôn. 180k mã 581 cho em nhá. Vai gì nhỉ? Có cầu vai bên trong cho em đấy. Cổ dựng đây cho Rốt Trần Phạm. Chị Rốt Trần ơi, tiếp cổ dựng cho chị nhá. Nếu mà ưng thì chốt cho em này. Bản này bên trong có cầu vai cho em. Bên trong có cầu dựng vai cho em nhá. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. 46, 48 tối đa là 58 cân. Chị Rốt Trần Phạm để ý nhá. Thích thì chốt, không thích thì bỏ qua giúp em. Bản này cho em có giá là 100k mã 128. Đấy,
100k mã 128 cho em Tiên. Ôi, lên cả họa tiết siêu phẩm với giá 180.000 đây này. Đây, họa tiết cổ siêu phẩm cho em cổ. Các bác nhìn cổ cho em đây nhá. Đằng sau của nó thì sẽ là hàng queen này. Queen này là ở đằng sau, không phải đằng trước đâu các chị nhá. Đây, đó. Bản này cho em nhá, họa tiết Hoàng Yến này. Bên trong có cầu vai cho em các bác ơi. Đó, 48 tối đa cho em Tiên là 60 cân. 48 tối đa cho em Tiên là 60 cân. 180k mã 250. Đấy. 180k mã 250 cho em. Quá đẹp. 581 chị Đào anh. Chị nào vừa lấy bảo là tìm màu xanh ấy. Bản này của em nhá. Ừ. Chị Đào Hạnh mà ưng thì chốt cho em này, màu xanh đây. 46 tối đa cho em Tiên là 58 cân. 46 tối đa là 58 cân bản này cho em nhá. Em này có giá là 180k mã 205. Đấy. 180k mã 205 cho em này. Em lên tiếp cái này. Cái này của em nó là lụa tơ tằm các chị ạ. Cái này nhá, riêng cái này nó là lụa tơ tằm này. Cái nơ này về các bác có thể tháo rời ra cho em được. Đấy. Ôi cái này nhá, nó còn là từ từ các chị đợi em tí để em thử. Để em thử xem cái cổ này của nó như bằng cài xéo mà được. Con này mà lên thì khẳng định bà Tracy thì rất thích. Hơi bị đập luôn. Ôi nhá bác ơi, cái này của em nó rất là hay. Một điều là như thế này. Về nếu như chị yêu nào mà không thích cái nơ, tháo nơ ra cho em, vì cái cổ cài kín vào nó sẽ thành cổ xéo như thế này cho em được này. Cổ xéo dựng ấy các chị thấy không? Nơ nó là cài kim băng. Đấy, cài kim băng không thích thì tháo ra. Nếu thì nếu mà họ chị nào không thích thì tháo ra thành cái cổ bẻ hai ve, à nhầm, cổ bẻ như này cho em như bình thường. Lụa tơ tằm nhá. Bản này từ 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Đây, màu đây. 46-48 tối đa là 58 cân cho em này. Em này có giá là 180k mã 37. Trời đẹp dã man. 180k mã 37 bản này cho em này. Đấy. Đây. Bản đẹp dã man mà chị Ly bảo với em đây. Nó hơi lạ lạ một tí. Vì sao? Vì ở đây nó là vạt layer cho em nhá. Các bác nhìn cho em này. Đây nhá. Thấy không? Có hai cái vạt layer cắt ngang sang cho em. Em này thì từ 50 tối đa cho em Tiên là 62 cân. Đấy. 50 tối đa là 62 cân cho em Tiên này. 180k. Mã 51. 180k mã 51 vạt layer cho em Tiên đấy. Các bác thấy chưa? Em này rất lạ. 180k mã 51 bản em Tiên đang cầm. Ôi dồi ôi. Thế này thì có chết em không? Đây đợi để em buộc nơ và cho các bác thẩm. Bản này nó quá chi là xuất sắc cho em. Nó là lụa gấm nhá các chị nhá. Đợi em một chút xíu. Em xin mấy giây thôi, em buộc cái nơ vào cho các chị thẩm. 206 xuất thị thu trả. Đây nhá, bản này của em này. Chị nào khéo tay về buộc lại nơ cho em buộc gọi là phiên phiến cho các chị nhìn. Đấy, nơ cho em nhớ, lụa gấm các bác ơi, lụa gấm và họa tiết giọt lệ xoắn Bali cho em. Đấy, em này thì từ 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Eo ơi, cái màu này nó sang mọi người ạ, tại vì sao nó có gấm. Màu vàng thường ý, người ta nhắc đến vàng là thấy nó sang rồi, đây gấm nữa thì kiểu là sang chảnh cho em nhá. Đấy, mọi người thấy không? Bản này từ 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Em này sẽ có giá là 180k mã 55 này. Đó, 180k mã 55 bản em Tiên đang cầm. Đâu? Chị Rốt Trần ơi, bác Rốt Trần còn đang xem không? Để xem nào. Bác Rốt Trần nhớ em lên. Cái này của em nhớ. Cái này nó là cổ dựng và màu nó rất là cá tính cho em này. Đấy, bản này cho em Tiên từ 50 tối đa cho em là 62 cân. 50 tối đa là 62 cân cổ dựng cho em này. 180k mã 83 bản này cho em. Đấy. 180k mã 83. Ôi dồi ôi em lại. Ôi dồi ôi các rồi các bác ơi. Chết chắc cái này đẹp quá. Tay bồng cho em nhá. Này, bà Tracy còn xem, bà Tracy chốt cái này đi đẹp lắm. Cái này xinh cực. Cái này của em này, cổ này. Đây cổ nó đây. Đấy, nó hơi thoáng một tí tay rồi, tay nó phồng mới chết chứ. Tay nó phồng các bác ạ. Từ 50 tối đa cho em là 62 cân bản này vừa. Đấy, 50 tối đa là 62 cân đây, màu chuẩn đây. Quá đẹp luôn. Cái này đẹp quá các chị ạ, đúng gu của em Tiên rồi. Bản này cho em sẽ có giá là 180k mã 943.
180k mã 943 cho em nhá. Eo ơi, quá đẹp luôn. Mọi người ơi, em thay áo ra để tụi em mặc một bản xuất sắc. 50 trước thì mình đến ạ. Siêu phẩm nhá. Siêu phẩm nhá các chị nhá. 128 trước thì bảo anh. Nào để em lên một cái siêu phẩm cho các bác thẩm luôn. Eo thề, màu nó xuất sắc. Đây chị Ly, nhà em chị đang bảo là mặc cái áo này mà xách thêm một cái túi hơi mệt nữa thì chuẩn bài. Bản này của em là một bản siêu phẩm nhá. Các bác nhìn cho em này họa tiết. Ôi dồi ôi, nó còn như thế này cơ. Thôi thì có chết tôi không. Đây từ từ đã. Cái tay của nó cơ. Các chị phải nhìn ngoài nó có hai lớp cho em. Chào chào cô Tiểu Hổ, em chào chị Én Lê. Đây nhá, cái tay của em này nó có hai lớp để các bác nhìn. Phải ở ngoài mới thấy. Nó rất là đẹp. Bản này cho em tiên từ 46-48, tối đa 58 cân này, họa tiết Hoàng Yến cho em này. Eo ơi, đây màu chuẩn của nó đây. Đấy, 46-48, tối đa là 58 cân cho em nhá. Lụa, lụa cho em 300k mã 269. Đấy, một bản siêu phẩm cho em này, 300k mã 269 rồi. Ôi, chỉ biết gọi là cảm thán. Ôi rồi ôi, không biết nói gì hơn các chị ạ. Nó rất là đẹp. Cái khuy của nó còn in cho em logo hãng nhá các thứ. Đấy, đây, rồi. Bác nào ưng thì chốt cho em bản này. 250 xuất hiện Nguyễn ạ. Đây ạ, à, em lên cho các chị một bản màu nó rất là nổi. Cộc tay cho em nhá. Người đợi em cài cái khuy vào đã. Đây, bản này của em ạ. À, bản này của em từ... Đây, các bác nhìn cho em màu đấy đã. 55 tối đa cho em tiên là 65 cân. 55 tối đa là 65 cân cho em nhá. Eo ơi, cái màu nó quá nổi luôn. Bên trong có cầu vai nha các chị yêu. Em này sẽ có giá là 180k. 180k mã 580 ạ. 180k mã 580 cho em. 55 tối đa 65 cân. Đấy. 943 cho em mi. Các bác ơi, em lên một bản của Vinvert nhá. Ai biết, ai phải treo ở đấy. Đây nhá, Vinvert cho em này. Đây rồi, các bác ơi, cổ điển cho em Vinvert. Chị yêu nào săn sơ mi nhà em thì không còn xa lạ gì với hiệu Vinvert nữa rồi. Bản này cho em là một bản chất liệu lụa. Từ 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Đấy, 48 tối đa là 58 cân. Họa tiết hoa vintage phối Hoàng Yến này. Em này có giá là 100k. Rồi, 100k mã 64 cho em. Đấy, 100k mã 64 bản này cho em nhá. Tay có độ phồng này. Đấy là giá quà tặng đấy, chị nào chốt được con này quá sung sướng. Chị nào mà chốt được, đấy chị Ly bảo chị nào mà chốt được bản Vinvert này nhà em thì quá sung sướng. Giá quà tặng ai đời, Vinvert bán 100k. Có lỗi với nhà sản xuất. Em đây con đứng sướng ở đầu xào. Đâu? Đây 269 chứ chị Hoa Hoàng. Bản này của em nhá. Đối xứng đây các bác nhìn cho em họa tiết này dưới gấu này. Đấy, em này từ 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân. 46-48 tối đa 58 cân. Điểm nhấn của nó đây này các bác nhìn cho em. Cổ này, đấy, gấu tay gấu áo cho em này. Bản này 180k mã 969. 180k mã 969 cho em. Chị yêu nào ưng thì chụp nhanh màn hình cho em nhá. Đấy, chị Nhung Nặng ơi, thoát livestream ra inbox cho nhà em nhá. Bạn nhân viên bạn ấy đang đợi đấy. Bạn ấy sẽ hướng dẫn chị chuyển khoản. Đây nhá, em lên một bản gì nhỉ? Cộc tay cho các chị chọn này. Bản này bên trong có cầu vai cho em nhá. Bên trong có cầu vai, em này phải 52. 52 tối đa cho em tiên là 65 cân. Đấy, 52. Tối đa cho em là 65 cân bản này, 100k thôi các bác ạ. 100k mã 817 cho em nhá. Đấy, 100k mã 817 bản em tiên đang cầm ạ. Ôi dồi ôi. Cái này nó xuất sắc thế này. Các chị nhìn cho em sâu zoom kỹ, không biết các chị có nhìn thấy cái ánh ở vải không? Cái gấm ánh ở vải của em không? Mọi người thấy không? Đấy, bản này cho em nhá, nó dài như thế này.
Đấy, em này thì phải 48 tối đa là 60 cân cho em. 48 tối đa 60 cân nhá. Cái bản này nó rất là lạ ấy các chị ạ. Mọi người không biết có ai nhìn thấy cái ánh gấm của nó sọc. Nó cứ sọc sọc. Bản này cho em này, 180k mã 44 cho em. 180k mã 44 bản em Tiên đang cầm nhá. Bản này của em này. Đây, bản này của em cổ bể 2V nhá chị yêu. Bản này cổ bể 2V từ 46 48 tối đa cho em Tiên là, à không, cái này phải 45 xin lỗi. 45 tối đa cho em là 56 cân, nó hơi bé. 45 tối đa là 56 cân cho em 100k. 100k mã 867. 100k mã 867 bản này cho em nhá. Đấy. 44 xuất thị Chelsea ạ. Đấy, cái con vàng hoa đen đầu xào đấy em. Hoa rơi đối xứng gọi tên Chelsea. Đây. Bà thích màu vàng đen. Bản này của em đây nhá, Chelsea mới nhìn chốt cho em tay của nó này. Thì cái con này nó sang mà nó chất, vạt lại là vạt layer cho em đây. Chelsea thấy rõ chưa? Em này 48 tối đa cho em là 62 cân cũng vừa. Ôi quá đẹp luôn, sang. Màu cái kiểu vàng đen. 48 tối đa cho em là 62 cân bản này. 180k mã 56. Tracy ạ, à, em nói cho chị 180.000 không đủ tiền mua một mảnh vải ở chợ Home Hà Nội nhá các chế ơi. Mà bây giờ mọi người đang săn là áo vin lụa Nhật với von lụa Nhật, còn nội địa Nhật mang về bán cho mọi người. Đây, sâu cho Tracy thấy nhá. Nguyên giá của em đó là hàng siêu phẩm 400k đây Tracy ơi. 400k mà ngày hôm nay. Đây, sâu cho các chị xem, bán có 180 thì có chết em không. 180k mã 56 bản này, chị yêu nào ông nghỉ chốt. 56 là họa tiết hoa rơi đối xứng đấy các chị. Ôi dã man. 56 xuất chị Tracy có ạ. Huy Trần ơi, cái mã chị Tiên bạn là mã 621 cho chị. Mã 6, đâu cái nào, cái này là 269. Cái này là 269 chị Quy Trần nhá. Quy Trần ơi. Giá bao nhiêu? Cái này là 269, 300k. Nó là siêu phẩm, em Tiên đang mặc bản siêu phẩm 269, mã 269 300k chị Quy Trần mà ưng thì chốt cho em bản này. Đấy. Chị Nhung ơi, chụp lại màn hình bản này cho em. Đây. Nhung yêu dấu. VinVert đây nhá, VinVert của chị đây, chụp lại đi. Ok chưa? Ok rồi nhá. Đấy. Ôi, con này cứ tranh nhau này. Bản này đẹp quá thì chết rồi. Em này của em nhá, ở bên dưới eo ấy nó còn hơi bo eo một tí và nó có độ xòe là giống kiểu dáng bép lăm không, cho em. Không, quay lại. À nó chết đây, khổ em xin lỗi. Đây đằng trước đây. Đằng sau là ban nãy là có một hàng khuy. Mình em này. Đằng sau lưng giúp em chất liệu lụa. Bản này lụa cho em nhá. Bản này mặc bao đẹp bao nổi bật. 46 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. 46 48 tối đa 58 cân, 180k mã 193. Đấy. 180k mã 193 bản này cho em. Nói đùa dã man quá. Chị ơi cái này à, có rất hợp. Để đây. Đeo cùng với một cái túi hiệu chị Quy Trần ạ. À? Chị Ly nhà em bảo là chị xách cho em cái túi hơi mệt và nữa chị chuẩn bài. Cái đấy này nó xẻ hai bên cho em đây. Các chị thích thì các chị có thể là cởi thoáng cổ ra. Tùy vào cái sở thích các đấy. Chị nhưng cái bản này em nói thật luôn là cài lên nó đẹp một cách dã man luôn. Em cài hết cổ lên để mọi người thẩm cái áo này siêu phẩm này của em Tiên. Cài hết cái đường cổ lên mới thấy là nó đỉnh. Các bạn thấy chưa? Nó xuất sắc luôn. Đấy, thẩm cho em. Mà siêu phẩm nhà em thì chưa bao giờ có ấy. Chỉ có gọi là tranh nhau này. 300k mã 269 chốt lẹ cho em không là hết bây giờ. Chị nào thích hoa thì comment hoa. Chị nào thích họa tiết thì comment họa tiết. Chị nào thích trơn thì comment trơn hộ em. Em chào bác Thanh Bình này, bằng Băng Nhi này, Vũ Phương Thảo này. Ôi dồi ôi, sao bên này đông thế. Vừa cái nào? Vừa chị nhá. Vừa chị ơi, chị ơi vừa cái VinVert đấy chị vừa luôn. Cái VinVert đấy mặc rất là đẹp. Các chị ạ, à, cái câu vừa của em với Tiên không phải cứ thích là em nói đâu. Bởi vì sao? Cái một lời nói của chúng em mà tư vấn cho các chị em một câu một từ nó phải chuẩn. Bọn em mà nói là vừa mà về các chị mà không vừa thì đương nhiên là bọn em phải thu hồi sản phẩm. Thế nên là nói chung là phải vừa thì chúng em mới dám nói là vừa. Đó. Bản này cho em nhá.
Đây một bản cổ tròn, một bản cổ tròn tay cộc tay cho em này. 48 tối đa cho em Tiên là 60 cân bản này vừa. Bên trong có cầu vai cho các chị nhá. Bên trong có cầu vai luôn các chị ạ. Đây, mọi người nhìn cho em này, họa tiết này. Đấy, em này có giá là 100k thôi các bác ạ. 100k mã 892 cho em. Đấy, 100k mã 892 bản này cho em Tiên nhá. Quá xinh luôn. Đây em lên tiếp một bản cổ tròn. Ôi dồi ôi, cái này nó là cổ V thoáng ấy. Cổ V thoáng cho em nhá các bác nhìn. Ly nhấn vai hai bên và cái tay này nó cũng có độ phồng cho em các bác thấy không? Eo cái này rất xinh. Bản này cho em tông màu tím từ 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. 48 tối đa là 58 cân cho em này. 180k mã 486. Ly nhấn hai bên cổ V thoáng này. Đấy. 180k mã 486 cho em. Quá xinh luôn. Bản này của em nhá, đây họa tiết của nó là đây mọi người nhìn cho em, cây cối tùm lum rồi ngựa rồi hổ các thứ đây các bác thấy chưa. Cái này là lụa cho em nhá, từ 48 tối đa cho em Tiên là 60 cân. Đấy, cổ tròn thoáng cho em, 48 tối đa là 60 cân. Em này có giá là 180k. Đây rồi, mã đây rồi. 180k mã 143. 180k mã 143 cho em. Đây, ôi dồi ôi. Tím như thế này có xuất sắc không cơ chứ lại. Mọi người đợi em một tí để em chỉnh lại cái cầu vai cho nó chuẩn vào đây phát. Nó lên dáng cho đẹp. Đây nhá, màu tím của em các bác ạ. Màu tím các chị nhìn kỹ cho em này. Đấy, tím bản này à, bản này tím phối với hồng nhờ. À, mà cổ nó cổ đúc cơ. Cổ đúp nhá. Cổ này cổ layer 2 lớp. 48 tối đa cho em là 58 cân bản này. 46, 48 tối đa 58 cân cho em nhá. Em này có giá là 180k. Mã 498. Đấy. 180k mã 498 cho em ạ. 892 cho chị Thanh Trà. Các chị tìm màu gì thì mọi người comment lên để bọn em tìm nhá. Đây em liên tiếp bản cổ cổ tròn tiếp này. Em này bên trong có cầu vai cho em nhá. Đấy, có cầu vai cho em cổ đây, cổ đến đây. Em này từ 52 tối đa cho em Tiên là 62 cân. Đấy, 52 tối đa là 62 cân bản này cho em này. 100k mã 686 ạ. 100k mã 686 bản này cho em nhá. Đấy. Các chị muốn lên màu gì để em xem này, em okay, kiếm của chị đâu nhỉ? Em lên bản này nhá, nó sẽ là phối đây này, nó dập ly như này cho em này, các bác nhìn thấy không? Cổ dựng nhá. Bản này, ôi dồi, chị đi. Ôi không, nhưng mà xinh. Xinh, bụi này xinh thật. 48, tối đa cho em Tiên là 58 cân. Đấy, bên trong có cầu vai cho em. 48 tối đa là 58 cân cho em nhá. Bên trong có cầu vai 100k. Nhật xịt đấy. 100k mã 936. Đúng thật, Nhật hay người ta hay đội mũ như này. 100k mã 936 cho em, có nhìn cái đầu bà Ly không? Thề cái mũ đẹp lắm. Mũ búc kép mà. Chị Chelsea có bảo màu nổi bần bật tí. Đây nổi bật, bần bật đây. Bần bật đây. Nó lên đi. Đây. Nổi bần bật. Nổi bần bật là bật luôn. Đây. Bản này cho em nó là màu đỏ nhá, có cầu đỏ vai bên trong. Phối với xanh lá là hai tông màu mà nổi nhất ở trên bảng bầu rồi, đúng không các chị? Đó, thế là chị nào mà thích nổi thì các chị để ý bản này. 180k mã 446 cho em. 48 tối đa cho em là 58 cân. Đấy, 48 tối đa cho em là 58 cân. 180k mã 446. Đấy. Đây nữa này. Em cần thấy chị chỉnh cho cái câu này. Ô cái này là lưng. Chị biết rồi, nhưng mà cài hai cái mà để cho em
Đây bản này của em nhá, khuy thì sẽ cài sau lưng các bác ạ. Em này chất liệu von lụa, ôi dồi ôi, sao cầm nó nhẹ tênh luôn ý. 48 tối đa cho em Tiên là 60 cân bản này nhá. Đấy, 48 tối đa là 60 cân cho em này. Em này có giá là 180k. Mã 157. 180k mã 157 cho em nhá. Mọi người ơi, em lên tiếp siêu phẩm để em mặc cho các bác xem nhá. 157 xuất. Đây mọi người đợi tí để em mặc siêu phẩm cho các bác xem. Bản em Tiên đang mặc là bản siêu phẩm nhá. Em này thì họa tiết Hoàng Yến này. Họa tiết Hoàng Yến cho em. Họa tiết Hoàng Yến, các bác nhìn sâu họa tiết cho em này. Đấy, em này sẽ có số đo cân nặng từ 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân nhá. 46, 48 tối đa là 58 cân cho em. Bản này cho em bao nhiêu tiền đấy? Bản này cho em sẽ có giá là 300k mã 285. Đấy, một em siêu phẩm 300k mã 285 bản em Tiên đang mặc, chị yêu nào ưng thì chốt nhá. Đấy, thỉnh thoảng em sẽ thay bản siêu phẩm ra cho các chị thẩm. Em lên tiếp này. Rồi, ôi, cái này nó là cổ. Đây nhá, cổ bẻ hai ve cho em. Chất chất liệu gì nhờ? Chất lai lần hiệu. Đây, cổ bẻ hai ve, màu nổi bần bật, chất lai lần hiệu cho em cộc tay ạ. 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Thề bản này xuất sắc cho em luôn. Để em cài. Kệ tùy cũng được. Chị xem nào, em nào cũng được. Mọi người ơi, tối nay muốn sale sơ mi hay là sale chân váy à? Các chị thích tối nay sale sơ mi hay là sale chân váy để nhà em biết đường chuẩn bị. Bản này nhá, bên trong có cầu vai cổ bể 2V 48 tối đa là 58 cân cho em. 180k. Mã 523 nhá. Eo quá đẹp luôn. Ôi dồi ôi, Miko á, bảo sao? Chân váy kìa. Thế nhá, tối nay hẹn các bà chân váy 523 chỗ chị ở Chelsea đó. Tối nay các chị vào gặp em Tiên để bung lụa chân váy cho em nhá. Rồi ôi, cái bản này xuất sắc quá này. Đây nhá, các chị nhìn cho em này. Cổ bể 2V được và à không, cái này là cổ bể 2V chuẩn luôn, không có cài kín cổ được. Em này từ 50 tối đa cho em Tiên là 62 cân. Đấy, 50 tối đa cho em là 62 cân bản này. 180k mã 912 cho em nhá. Đấy, 180k mã 912 bản em Tiên đang cầm này. Quá xuất sắc luôn. Ôi dồi ôi, cái quả này nó đổ ly như thế này, các chị có nhìn không? À rồi em thấy rồi. Rồi các bác ơi, cục tay. À quên, chị đang nghĩ trong đầu. Rồi em xin lỗi, cái này nhá, ly này các bác ơi. Nhìn hộ em nhá, họa tiết Gothic này. Họa tiết Gothic, các bác nhìn vai cho em, nó đổ ly dã man. Quá xuất sắc luôn. Bản này cho em thì từ 50 tối đa cho em là 62 cân. Đó, 50 tối đa cho em là 62 cân. 180k mã 280. Đấy, 180k mã 280 bản này cho em nhá. Ôi dồi, không, mẹ em vào xem. Mẹ chồng chắc là kêu ngủ rồi, vào mới vào xem. Đây nhá, rồi các bác ơi, cái này của em. Đây, ngọc này. À quên, lại ngọc khuy này, khuy của em, khuy ngọc nhá. Bản này cổ tròn, bên trong có cầu vai cho em và cộc tay. 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Đấy, 46, 48 tối đa là 58 cân cho em. 100k mã 144. Đấy, 100k mã 144 cho em nhá. Eo ơi, quá đẹp luôn. Ôi, 100.000 thì ảo rồi. 446 xuất hiện Lan Nguyễn. Mọi người
đợi em một xí. Một bốn bốn chuối chay xì rõ. Đau bốn là cái gì đấy? Ok rồi, họa tiết vô thích chuẩn luôn, quá đẹp. Mọi người đợi em mấy giây để em xem. Không cái gì đấy cả. Chị Bùi Thu Trang ơi, 144 em hết mắt rồi ạ. Chị xã tư trang giúp em nhá. Đây nhá, em lên tiếp bản này cho các bác này. Nó đối xứng màu cho em. Đấy, bản này cho em từ 50 tối đa cho em tiên là 62 cân bản này. Đó, 50 tối đa cho em tiên là 62 cân nhá. 180k mã 706. 180k mã 706 bản này cho em. Đấy, siêu xinh luôn. Đây, cộc tay tiếp các chị ạ. À, cái này dáng dài hay sao ấy. Ôi dồi ôi, cái này bác là mặc thành váy cho em. Đếm cài. Đây, bản này mặc thành váy cho em nhá. Chị yêu nào thích mặc thành váy cho em đây này. Đấy, mọi người nhìn cho em đúng thành váy luôn. Về đeo cái beo cho em. Dồi ôi. Có cả bà gì nhở? Pensune. Thế á? Đây, cái này nhá, vì nó xẻ rất là cao. Các chị nhớ mặc cho em quần bảo hộ hoặc là quần sóc bên trong nhá mọi người nhá. Bản này từ 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Eo ơi thề, nó rất là đẹp, nó giống như cái váy luôn ý. 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. 180k mã 346 ạ. 180k mã 346 cho em nhá. Eo ơi, quá đẹp. Cái này đúng mặc thành váy thật sự. Mà nó chất ý mọi người. 912 xuất hiện minh ảnh ạ. Nào tông xanh nhá. Cái này của em nó sẽ là xanh tím này. 46-48. Cái gì đây? Cái đi. Thế á? Ai chốt? À thôi đây, lên bản này bù cho các bác. Bản này của em nhá. Để em dựng lại cái cầu vai đã các chị ạ. Nhưng mà nó bị hỏng lệch lệch. Đây em lên lại cái cầu vai cho các chị xem. Bên trong có cầu vai cho em này. Mọi người ơi, mặc mấy cái bản có cầu vai này hơi bị là xuất sắc luôn đấy. 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân nhá. Cái này tay lửng này. 46-48 tối đa là 58 cân. 100k mã 26 ạ. 100k mã 26 cho em nhá. Quá là dã man luôn. Eo ơi thề, các bác ơi, toàn những cái bản này mà sale thì không, các chị không tìm ở đâu được luôn, em đảm bảo. Thật sự không tìm ở đâu được bằng ở nhà em luôn ý. 706 xuất hiện Lan Dương ạ. Đây, bản này cho em nhá. Từ, dồi ôi các bác ơi, đây một cái tông màu đen. Đây, 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Đó, 46-48 tối đa là 58 cân cho em. 100k mã 144. Ôi tôi chết, để nhầm đấy, cái đấy là 100 đấy. 100k mã 144 bản này cho em nha. Rồi. Chị Bùi Thu Trang ơi, chốt 26 biển số nhận giúp em với ạ. 706 em hết mất rồi chị Huyền Phương ơi. 706 là gì? Ôi dồi ôi các chị ơi, cái này của em nhá, nó là dáng cardigan mọi người ạ. Cái này của em là một bản dáng cardigan cho em nhá. Chị yêu nào ưng thì chốt cho em này, nó sẽ không có khuy đâu. Về các bác mặc vào cho em và đeo cái beo ngang hờ eo ấy, nếu chị nào thích nhá, điệu điệu nhá. Còn không thì khoác nó như là một cái cardigan cho em này. Chất liệu lụa các chị ạ. Chất liệu lụa cho em là cái dáng này quá đẹp luôn. Em này thì từ 46-48 tối đa cho em tiên 60 cân vẫn vừa. Có 100k thôi các bác ạ, 100k mã 291 cho em tiên bản này. Eo thề thật sự luôn đấy, 100k mã 291 cho em một bản cardigan. Mà cardigan của nó, cái phần này nó còn đổ này, các bác thấy không? Đấy, các bác nhìn mặc này, nó đổ dáng nhá, rất đẹp, rất chuẩn cho em. Cardigan kiểu đấy là hơi bị lạ đấy các chị ạ. Chị Bùi Thu Trang ơi, mình hữu lệnh để em gửi công ty chuyển khoản cho mình chị nhé. Chị rốt trần phạm và là áo hoa trắng pha màu đỏ đô. Áo hoa trắng pha màu đỏ đô là cái nào?
ta? Chị áo chị Tiên đang mặc vẫn còn ạ. Ai hỏi đấy? Đây ạ? Chị Huyền Lưu. Huyền Lưu ơi, áo Tiên mặc là siêu phẩm mà giá 300k nhá, chị yêu dấu nhá. 300k má tạ 285 em Tiên đang mặc. Siêu phẩm. Đây, cái này là của bác Rốt Trần Phạm vừa hỏi đây. Của em nó là hoa be trên nền đỏ đô nhá. Cái này rất đẹp. Em này sẽ là lụa cho em từ 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Đấy, 46-48 tối đa là 58 cân cho em. 100k mã 148. 100k bản này mã 148 cho em nhá. Khuy của nó này, khuy bọc cho em luôn. Về bác phanh cho em cái phần ngực này ra thì nó sẽ thành cổ thoáng nhá. 100k mã 148. Xinh cực là xinh nhá các bác nhá. Cái này của em đây, nó là chất Lylan hiệu cho em Tiên ạ. Rồi các bác ơi, chất Lylan hiệu cho em nhá. Đấy, bên dưới này nó bo hơi, nó hơi bo gấu và xòe cho em. Đấy, nhấn kiểu bép lăm cho em. Từ 45 tối đa cho em Tiên là 56 cân bản này. Đấy, 45 tối đa là 56 cân. 100k mã 272 cho em nhá. Chất Lylan hiệu các bác nhìn cho em này. Đấy, 100k mã 272. Lên tiếp bản này cho em. Rồi ôi, tay lửng cho em này. Các bác nhìn được nhấn ly này. Bản này cho em Tiên từ 46-48 tối đa cho em là 58 cân. Đó, 46-48 tối đa là 58 cân. 100k mã 95 ạ. 100k mã 95 cho em nhá. Đó. Chị Bùi Thu Trang ơi, mình inbox giúp em đi ạ. Thì mình phải chút được tiếp đi ạ. Chị Trang ơi, chị phải inbox cho nhà em và chuyển khoản xác nhận mã đầu cho em. Sau khi chị xác nhận mã đầu rồi thì tất cả các mã tiếp theo chị chuyển nhầm chị chốt thoải mái cho em nhá. Chị nhá. Và sau khi kết thúc cái livestream này thì đơn ngày hôm nay của chị có bao nhiêu mã chị phải chuyển khoản 100% cho em Tiên ạ. JC Võ có màu hồng, chị ơi có ạ. Đây JC đợi em tìm cho, có hồng đấy ạ. JC thích hồng đậm không? Hồng đậm hay hồng nhạt để em bảo chị Ly tìm. Đây nhá, em có cái bản hồng đậm này cũng hay lắm. Cái này của em nó là cổ tròn. Đợi em tí. Bên trong có cầu vai nhá JC nhá. Cái này của em nó là cổ tròn này, bên trong có cầu vai cho em này. Đây hồng đậm nhá. Chất liệu lụa, trời ơi bác về bác thẩm cho em cái lụa này, nó rất là mát. Đấy, bản này cho em từ 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. 46-48 tối đa là 58 cân cho em. 180k mã 464 cho em ạ. Chị yêu nếu mà ưng thì chốt cho em. 180k mã 464 cho em nhá. Đây rồi, ôi cái lụa của nó thể với chị luôn là cầm vào nó mát. Nó mát rười rượi cho em. Cái này nó là hồng cam nút. Siêu phẩm. Em có một cái này nữa là hồng cam nút siêu phẩm. Nếu chị ưng này thì chốt cho em. Cái này của em nguyên giá nó là 400k. 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Nhưng trên live em sẽ sale còn 350k mã 391. Đấy, chị yêu ưng thì chốt cho em bản này. Họa tiết của nó đây, họa tiết bản đồ xong gô thích các thứ. Đấy. 46-48 tối đa 58 cân. Con hồng kẻ nhưng mà chị cũng đâu hồng kẻ á. Sợ bé. Em chả thấy hồng kẻ nào. Cớ siêu phẩm bá cất nhanh lắm. 391 xuất JC. Đây nhá, bản này của em là bản gấm các bác ơi. Gấm cho em này các chị nhìn không? Nó sẽ là trắng kem, trắng sữa.
gấm cho em nhá, anh gấm này. Rồi ôi, quả khuy. Thôi, cái riêng cái quả khuy này nó đã được 9 điểm rồi. Thì còn cái quả gấm nữa là thêm số điểm quả tối đa còn lại cho em. Đấy, cổ thêu cho em Tiên bản này nhá. 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Quá đẹp luôn. 46, 48 tối đa là 58 cân cho em. 180k mã 223 nhá. 180k mã 223 cho em này. Đấy. Bản này cho em này. Bản này cho em là một bản lụa hai da nha các chị yêu. Bản này cho em là lụa hai da Takashimaya đây ạ. Từ 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Đó, 46, 48 tối đa là 58 cân cho em này. 180k mã 189 nhá chị yêu. Đấy, 180k mã 189 bản này cho em. Eo thề các bác luôn, lụa hai da quá đẹp luôn. Rất xuất sắc cho em. Đấy, đã man chưa? Lụa hai da các bác nhá. Chị ông nào thích lên mẫu như thế nào nữa bảo em nhá, để em tìm cho xem nào. Các bác đợi em mấy giây. Bản này của em này, bản này của em cổ sen nha các chị yêu. Đó, 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. 46, 48 tối đa là 58 cân cho em. 100k mã 761 ạ. 100k mã 761. Đây rồi em hỏi các chị. Thôi em xin chị đấy. Chị để yên cho em like. Sơ mi sát em là không có thôi ạ. Em nói đùa. Em biết cái này là của gì không? Cho em đoán. Của gì? Cái gì? Lê liền á? Cái gì đây? Cái gì đây? Ôi rồi ôi. Thôi bán không chị ơi? Bán. Các chị ơi, em có quả mũ của Christian Dior nhá. Christian Dior ở đây. Em không biết rồi. Em xin chị đấy. Thế các chị ơi, cái mũ này buồn cười lắm, nhìn độ nhìn đẹp cực. Của Dior cho em nhá, giá 1 triệu 3 đây này. Có chị nào thích không? Em đọc mã cho. Còn bớt 1 triệu. Đây độ như nào? Nó lệch lệch đi. Cái này kiểu như là đấy, đẹp lắm, không biết thì thôi. Em không biết độ như thế nào luôn. Đấy đúng rồi, độ như thế đấy. Như này á? Như này á? Hơi kéo kéo một tí. Độ như này á? Nói chung là về mọi người phải tự độ ấy, phải không? Mọi người chỉnh ra là nó lệch kiểu gì nó sẽ đẹp kiểu đấy. Như này hả? Ừ. Của Dior các chị ạ. Chất chưa? Ồ nhờ, trông cũng đẹp đấy. Hơi bị đẹp. Đấy, 1 triệu 3 chị nào mà thích thì em đọc cái giá, à nhầm, đọc cái mã cho. Eo dã man của Dior luôn nha em đây này. Chị ơi, nhà em còn mũ Nhật đấy. Có chị nào đang đây này. Christian Dior cho em nhá, eo dã man chưa? Thế cứ đi mò mãi mà không hiểu. Thế xinh vãi. Cũng hay đấy. Em để đây. Ơ quên, tên quên chưa đọc mã áo này. Bản này của em nó có giá là 100k. 100k mã 761 nhá. 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Đấy, 46, 48 tối đa 58 cân. Thế các bác ơi, bác tiến biết đâu ra cho em cái áo mà 100k mà khuy của nó như thế này cho em đây. Khuy xịn như thế này, không một vết xước. Đây này, mũ này chị cất đi rồi. Mã của em Dior này á chị. Mã 223. Đây này này. Em còn mũ đấy nhưng em không còn nhiều ấy. Để mai ngày kia buổi chiều em sẽ để cho Tiên like mũ cho các chị nhá. Mũ đẹp cực. Mã 223. Mã 223 1 triệu 3. Săn ở đâu ra? Không, chị bảo là deal xuống còn 1 triệu cho các chị. À thì deal xuống còn 1 triệu. Ôi mũ em đẹp lắm mọi người. Thì bà Ly bà có nhiều cái mũ hay lắm các chị ạ. Tiên nè, đây là cái mũ của em Ly. Búc kết, chị đội cái này đẹp. Cái này chị Ly chị đội đẹp lắm. Mũ kiểu mũ Nhật ấy mọi người, thề cái này xinh rất xinh luôn. Nhưng mà mai nhá, mai em like mũ cho mọi người. Toàn mũ Nhật xịn. 26 rưỡi thôi lên sơ mi thế thì nhà em có nhiều những cái sản phẩm mà
Các chị không ngờ tôi kinh điển lắm. Em lên tiếp một bản lụa 2 da cho em này. Đây nhá, lên một bản lụa 2 da cho các bác lụa. Từ từ để em lên cái cầu vai đã. Sao cái cầu vai này đi đâu rồi đây? 272 Đây ạ, à, bản này cho em lụa 2 da. Ở bên trong có cầu vai cho em này. Từ 46-48 tối đa cho em tiên là 60 cân. Đấy, 46-48 tối đa là 60 cân bản này nhá chị yêu nhá. Em này có giá là 180k mã 680. 180k mã 680 cho em. Đấy. Thế hôm nay em đi Metropole, chị cho em mượn cái quả vu đấy để em đội. Vào Metropole ngồi uống trà chiều phát. Thế đội quả mũ đấy chắc trông oách oách xà lách luôn. Xong rồi thì đeo quả kính râm vào nhở. Nó người ta lại tưởng mình là Hồ Ngọc Hà. Bản này cho em nhá. Mà họa tiết này giọt lệ xoắn Pali cho em này. Đấy, họa tiết giọt lệ xoắn Pali cho em. Từ 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Đấy, 46-48 tối đa là 58 cân cho em. Ôi, ai chốt cái đấy đấy? Úi dồi ôi, Chelsea ơi. Đã định bảo mượn là đi Metropole là bán là chốt sừ lắm rồi. 180k mã 631 cho em nhá. Đấy, 180k mã 631 cho em. Trời ơi, đang định bảo hôm nào vào Metropole cho mượn để sống ảo gì lại. Tiếp ngẩn ngơ. Đấy, cái đấy đẹp đấy, cái họa tiết đấy. Đổi mà đẹp. Bản này của em nhá. Từ từ em cài quy vào đã. Cài cài quy. Đây ạ. À. Bạn này cho em nhá, cổ tròn này các chị này. Cổ tròn cho em từ 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Thề rồi ôi, cái họa tiết đây em thẩm cho các bác nhìn đằng sau cho rõ. Họa tiết của nó đỉnh cao luôn. Rất là nổi. 46-48 tối đa 60 cân cũng vừa. 180k mã 177 cho em ạ. Đó. 180k mã 177 cho em bản này nhá. Tối kiếm cho chị mấy cái máy mặc nhé Tiên ơi. Chị chơi chị bảo thế. Ok chị yêu, tối đây tối để em tìm cho. Chị mũ thu trang em chưa có mã 2003 luôn. Mã 2003 là mã gì vậy? Hay là chị mã 223 là cái mũ không còn 2003. À mấy lần nha anh đạt like buổi tối nhưng toàn chị khách. Chị xem cái like cũ xem như nào chị bình luận lên. Nó hiện hết cả ở trên này nhiều cực. Sao ông đạt bảo sao Tiên toàn khách có toàn chốt mã. Người ta toàn chốt mã ở đâu? Nó hóa ra là xem từ cái like trước cơ, buồn cười lắm. Không hiểu, nó hiện hết cả lên cái like ngày hôm nay. Nhưng toàn những cái mã từ buổi sáng và buổi chiều chị em mình like. Ai? Hello chị. Hello chị Linh An. Hello chị yêu. Chị yêu ơi, hôm nay sale sơ mi đấy. Có tìm gì bảo em nhá. Oh, hello mẹ Min. Mẹ Min ơi. Lại chắc lại tím lại xanh. Đúng không? Mẹ Min thích gì? Mẹ Min lổ tiếng Việt luôn để tôi tìm bạn ơi. Bản này cho em nhá. Cái gì? À thế á? Sau đây bác lại chốt một cái màu trông không giống mọi khi đấy hả bác Linh An? Bản này của em nhá. Từ 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân này. Đấy, 46-48 tối đa 58 cân. Cái bản này nó hơi dài một chút mặc này. Kiểu nó kiểu hơi cá tính ý mọi người. Đấy nhá, ở đây có túi cho em này. À, đồ quên không sâu cho các bác xem nó hơi ảnh gấm cho em. Đấy, 180k. 180k, ok mã đâu nhỉ, vừa thấy cơm, à không phải. 180k cho em mã 803. Cái này đẹp. Riêng Mi An vào để cho Mi An mở bác con này. Đây, hoa nhí đây. Rồi ôi, bác Linh An ơi, bác mà ưng thì chốt cho em cái này nhá. 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Đây, màu xanh. 46-48 tối đa là 58 cân 2. À nhầm, 180k mã 316. Đấy, mã 316 nhá, chị Linh An mà ưng thì chốt. Một màu đây bạn ơi, Tokyo Bow, cực kỳ xịn. Bản này cho em này về tự buộc vạt cho em nhá, tự buộc nơ, tự buộc cái gì đó các bác ạ. Bản này từ 46-48 tối đa là 58 cân cho em đi. 46-48 tối đa 58 cân này. 180k mã 343. Đấy. 180k mã 343 cho em. Đấy, hoa nhí đây lên cho bạn chị con này mê luôn. Còn xem nào. Có thể lụa siêu 100%. Bản này của em này lụa siêu 100%. Từ 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này nhá.
Đấy, 46, 48, tối đa 58 cân, 180k, mã 498. Đấy, 180k, mã 498. Con này quá đẹp. Cái khuy của nó. Ôi dồi ôi, thực sự là cái này nó là cái hiệu, mã hiệu các thứ luôn nhá. Khuy này, bản này ban nãy em đọc là từ 46, 48, tối đa cho em Tiên là 58 cân. Đấy, bên trong có cầu vai cho em nhá, 180k, mã 216. 180k, mã 216 cho em. 343 chút đây rồi, ôi còn quả màu này nữa. Cái này rất là đẹp nhá các chị nhá. Von lụa cho em đi màu nâu tây, nâu tây vàng cho em. 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Dã man chưa? 46, 48 tối đa là 58 cân bản này cho em này. 180k, mã 978 nha các chị yêu. 180k, mã 978 bản này cho em. Eo đẹp quá. Đây cho bạn chị bản này luôn, cực kỳ đẹp. 216, cái này về nhá, các bác buộc cho em cái nâu này. Bản này từ 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. 46, 48 tối đa 58 cân cho em này. 180k, mã 342. Đây nhá, buộc vạt lên, nó có cái vạt ở dưới cho em này. Cái lờ nhân đối xứng theo hả? Đấy, cuối lờ, cuối lờ. Đấy, cứ chốt ở đâu thề. Bụt cười lắm. 342 chú Hịnh Linh An. Bản này cho em nhớ đây. Ôi, nó nhấn này, đối xứng toàn bộ hai bên. 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. 46, 48 tối đa là 58 cân cho em ạ. 180k, ok mã của em. Đây, 180k, mã 419 bản này. Đấy, 180k, mã 419 cho em. Đây rồi, ôi. Cái này nhá, cái này của em nói này, ở đằng sau có một hàng khuy. Ở đằng sau có một hàng khuy cài cho em. Hoa nhí trên nền xanh các bác ơi. Bản này từ 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Đấy, 46, 48 tối đa là 58 cân cho em. 180k, mã 487. Em sâu cái hiệu luôn này. 180k, mã 487 cho em này. Lên một bản hàng hiệu á. Đây, bản này của em nhá, Louis Juni cho em này, một bản hàng hiệu, cổ của nó thêu cho em màu trắng kem nhá mọi người nhá. Từ 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân, có cầu vai dựng vai ở bên trong này. Cái này bao tiền chị? 180k, mã 213, à 123 cho em. Sao đọc thành 213 được? 180k, mã 123 bản này nhá mọi người nhá. Đấy, à úi dồi ôi các bác ơi, Vinvert đây. Vinvert đây ạ. Bản này cho em nhá, từ 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. 46, 48 tối đa là 58 cân, có cầu vai ở bên trong cho em này. 180k, mã 532. Đấy, 180k, mã 532 cho em nhá. 419 chú Thu Thủy. Bản này của em này, một bản hoa nhí trên nền be cho em nhá. Từ 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. 100k thôi các bác ạ. 100k, mã 54 cho em này. 100k, mã 54 bản này nhá. Áo em Tiên đang mặc hết rồi ạ. Ơ mày một cười, tí nữa thì chết giờ. Đây nhá, đây đợi tí để em lên cái bản này xinh lắm. 51 chốt chị ở Minh Trần ạ. Chị nào? Hello luôn ạ. Bản này của em nhá, dồi ôi. Đổ này, đổ cái gì nhá, đổ nhún mèo cho em các bác ơi, nó đều một cách thần kỳ luôn, không có lệch lủng gì đâu. Quá xuất sắc cho em nhá. Bên trong có cầu vai dựng vai cho em này. Từ 4 ôi dồi ôi. Đây, ở về sau ly như này cho em. 46 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. 46 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Chị Min An mà ưng thì chốt cho em bản này nhá. Có nhiều cổ này bạn chị thích. Đâu rồi? 180k, mã 109. Đấy. 180k, mã 109. Tiếp bản này, úi dồi ôi. 54 em chốt chị Linh An ạ. Chị Minh Trần ơi, mình lên nhầm mã mất rồi ạ.
Đây nhá, các bạn nhìn cho em là nó dập lập dập laser và thêu cho em này lại còn ánh gấm nữa. Thêu đối xứng. Đấy. Bên dưới này ly lủng như thế này. Các bạn thấy chưa? Lụa 100%. Lụa cho em nhá, 180 à em xin lỗi. 4648 tối đa cho em Tiên là 58 cân đi đã. 4648 tối đa là 58 cân cho em. 180k mã 757 nhá các chị yêu. Có cầu vai bên trong này. 180k mã 757 bản này cho em nha. Đó. 109 chuỗi Vinh An. Cái này của em này bên trong cũng có cầu vai nhá các chị nhá. Về buộc nơ cho em đi. 46 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. 46 48 tối đa 58 cân, 100k mã 143 bản này. Đấy, 100k mã 143 cho em. Bản này của em thêu này. Thêu cho em nhá, thêu ánh còn ánh hơi gấm tí nhá. Đấy, 46 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Bên trong có cầu vai dựng vai cho em này. 100 à bao nhiêu nhở? 100k mã 67. Chết rồi, cầm cái này 100k mà nó hơi bỡ ngỡ. Nó rẻ mà tại sao lại đẹp như thế này hả các chị? Trời ơi, 100k cho em mã 67 bản này. Xuất sắc quá luôn. Đây nhá, bản này của em là một bản lụa tơ này. Các bác nhìn cho em đằng trước ngực này. Dập laser và phối gen với cả thêu cho em nhá. Đấy, lụa tơ cho em từ 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Bên trong có cầu vai này. 180k mã 170. 180k mã 170 cho em ạ. 757 chút phù mi ạ. Cái này của em này, cổ bẻ 2V nha chị yêu. Cổ bẻ 2V theo đối xứng này, các chị thấy không? 46, ui thế cái này đẹp lắm các bác ạ, đằng sau cũng theo cho em này. Đấy, màu vàng nhá các chị nhá. 46, 48 tối đa cho em là 58 cân. Eo thề đẹp thật sự. Em này 180k mã 456 cho em ạ. Trời ơi, xuất sắc quá luôn, 180k mã 456. Hoa nhí này, cái này của em nó là lụa gấm cho em các bác nhá. Ánh gấm cho em Tiên này. Hoa nhí nhá. 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân bản này. Đấy, 46, 48 tối đa là 58 cân cho em. 180k mã 222. Đấy, 180k mã 222. Ôi dồi ôi các bác ơi, cái này cũng đẹp lắm nhá. Cổ cài kín lên cho em được, còn không kín, không thích kín thì bỏ bẻ xuống cho em thành cổ bẻ 2V. 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Đấy, bản này cho em sẽ có giá là 180k mã 598. 180k mã 598 cho em nhá. Bản này cho em cũng hoa nhí này các chị này. Hoa nhí cho em tiếp tục này. 46, 48 tối đa cho em là 58 cân. Đấy, 46, 48 tối đa là 58 cân bản này cho em. 180k mã 582. Quá đẹp luôn. Màu chuẩn đây. Đấy. Em lên cái hoa nhí trắng ở giữa sao. Lùi xuống. À, đây. Bạn này của em nhá, rồi ôi các bác ơi, hoa nhí trắng. 456 của chị Tracy Võ nha chị ơi, chị Nguyễn Thị Mai ơi, mình những mã sau chốt kèm số điện thoại giúp em với ạ. Chị Mai ơi, mình phải chốt đúng cú pháp cho em là mã cộng với số điện thoại thì hệ thống nhà em mới ghi nhận được đơn của mình nhá. Chị Mai nhá, vì mình là khách mới á và nhà em chốt bằng phần mềm bên thứ ba, thế nên là chị chốt không đúng cú pháp thì máy nó sẽ không bắt nhận diện được cái mã của mình đâu. Đấy, bản này của em là từ 46 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Đấy, hoa nhí màu sắc cho em trên nền trắng. Dã man không? Bạn này lụa cho em nhá. 180k mã 262 cho em này. Đấy, 180k mã 262 nha các chị yêu.
70 chút thì tặng Thảo Chi. Mọi người comment lên hộ em nhá. Em vừa nhìn thấy có cái bài. Tiếp ôi dồi ôi, bên này đông thế. Chị Ngọc Hân này, Hoàng Mai Anh này, Phạm Mỹ Súp Lê, Thanh Bình, Nguyễn Quy, Trần Liên An. Ôi mọi người ơi, bên này các chị chủ động comment lên hộ em xem nào. Thích cái gì để em hỗ trợ tiên lên cho các chị nhá. Sợ các chị chờ lâu ấy. Đây cái này của em. Bản này của em hoa nhí này, 46, 48, tối đa cho em tiên là 58 cân các chị nhá. Đây này, cổ sen cho em rất đẹp, 180k, mã 479 bản này. Bên dưới nó hơi xòe một tí. 180k mã 479 cho em nhá. Em có một cái bản này rất xinh này. Cái này của em rất xinh nhá. Đây, nó là cổ như thế này cho em. Các bác nhìn rõ không? Để em cài khuy vào cho các chị nhìn rõ. Cái này xinh lắm. 598 chị Ngọc Nguyễn ạ. Đây ạ. Bên trong có cầu vai cho em nhá. Xinh không? Đây, khuy của em các thứ này, bèo nhún như các thứ, rất điệu. Từ 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. 46, 48 tối đa là 58 cân cho em tiên bản này nhá. 180k mã 266 cho em. Eo thề các bác rất xinh, ở đằng sau nó còn nhún eo này, nhún ly cho em này. Xòe xòe kiểu hơi bép lăm một tí. Đấy, 180k mã 266 cho em bản này nhá. Đây ạ, à, em đi lên tiếp bản này cho mọi người nhìn tác hộ em nhá. Một em màu hồng nhá, chị nào thích màu hồng để ý bản này là lụa gấm nhá. Lụa gấm cho em bản này ạ, à, dành cho các chị từ 46 đến tối đa 57 cân nhá. Lụa gấm giúp em màu hồng này. Chờ JC thích màu hồng có thể để ý bản này, còn không thích thì bỏ qua hộ em. Cho em bản này là mã 59 nhá, mã 59 giá 180. Lên tiếp một bản trắng cho em, các bác nhìn cái tay này. Dã man không? Tay này cực phồng cho em luôn nhá. Nhấn ly này. Đây cho em một cái đường ngọc ở đây. Đấy, nhấn ngọc trai để cho em. 46, 48, tối đa cho em tiên là 58 cân. Ở đằng sau có hàng khuy cài như thế này. Đấy, tay của nó đây. 46, 48, tối đa 58 cân cho em. 180k, mã 278 bản này nhá. Quá đẹp luôn các bác ạ. Đây, nhấn ngọc cho em. 180k, mã 278. Đây, chị nào hay săn vin Âu, vin đen thì để ý bản này nhá. Bản này là màu đen, vin Âu. Bản này cho em từ 50 đến 60 cân. Vai của nó có dựng và tay có nhấn bồng hộ em nhá. 180k cho em bản này nhá. Mã 421, à 412 ạ. Mã 412. 278. Bản này cho em một bản hoa này, hoa trên nền vàng cho em nhá. Đây, cổ bẻ hai ve, 46, 48, tối đa cho em tiên là 58 cân, cộc tay. 46, 48, tối đa là 58 cân. Em này có 100k thôi các bác ơi. 100k mã 68 bản em đang cầm này, cổ bẻ hai ve. Đấy, hoa vintage trên nền vàng. Cái bản này màu đen nhưng mà nó dập vân rất là đẹp nhá. Em hơi lóa một tí nhưng mà mọi người để ý hộ em nhá. Em sâu sát. Đó, bản này về tự cột nơ giúp em nhá. 46 đến tối đa cho em bản này là 55, 58 cân. Về tự cột nơ ở cổ giúp em. 100k mã 404. Em lên tiếp một cái này về đứng xa cho các chị nhìn cho em họa tiết này. Rất nổi cho em nhá. 46, 48 tối đa cho em là 60 cân cũng vừa. Bên trong có cầu vai cho em ạ. Bản này cho em có giá có 100k. 100k mã 536. Đấy, 100k mã 536 bản em tiên đang cầm ạ. Cái tác này của nó là tác dọc nhé mọi người. Tác dọc này. Bản này màu hồng đậm giúp em nhé. 46, 48 đến 58 cân. 100k cho em bản này nhé. Trời ơi, cái bản này bán 100 ngàn là vừa bán vừa tặng mọi người nhé. Đằng sau nhé, khuy cài dọc sau lưng này. Mã vừa thấy ở đây đâu. 404 Thụy Thu Hằng. Mã 436. Mã cho em bản vừa xuống là 436. Em chào Thiên Thương. Thương ơi. Đây, bản này của em nhá. Đây, cổ sen cho em các bác này. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Hai bên có cầu vai cho em này. 100k mã 171. Đấy, 100k mã 171 cho em nhá. Bản này bọn em khuy đúc toàn bộ này. Một màu này Thùy Linh này. Trời ơi, giá trị cái hàng khuy chưa? Hơi loáng một tí mọi người nhá. Em chào chị Sương Võ, khuy đúc toàn bộ cho em này. Đó, kể cả tay luôn nhá. 46, 48 đến 58 cân. Khuy đúc toàn bộ cho em bản này. 180k. Trời ơi, cái tay. Cả cái bộ khuy. Chất lượng. Mã cho em bản này ạ. Mã cho em bản này là 179.
em lên tiếp bản cổ tròn cho em này. Quy đúc nhá, cũng quy đúc cho em về các bác cái hết quy vào cho em này. 46, 48 tối đa, à không, cái này phải 45 tối đa cho em là 56 cân. Đấy, 180k, à không, 100k mã 556 cho em. 100k mã 556 bản này nhá. Em lên một bản này nó dập vân nhá. Chị nào thích rực rỡ nổi bật thì để ý bản này cho em. 180k dành cho các chị từ 46, 48 đến 58, 59 cân nhá. 46, 48 đến 58, 59 cân. Những chị nào thích màu sắc nổi bật em đi để mời mọi người để ý bản này. Được chưa? Mã cho em bản này là, mã bản này là 62. Mã 62. Đây, bản này của em là một bản của Olivia này. Đó, 46, 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Bên trong có cầu vai cho em nhá các bác nhá. 180k. 180k mã 183 cho em tên bản này. Đây, mark tang mark của nó đây. 180k mã 183. Người đọc là 183 đúng không? Đúng rồi, mã 183. Lụa ánh gấm cho em ly bản này nhá. 100k dành cho các chị từ 46, 48 đến tối đa 58, 59 cân. Mã cho em bản này. Bản này lụa ánh gấm nhá. Chấm bi tay nhấn phồng bên dưới nhá. Các bác không nghĩ có rồi. Mã cho em bản này là 658 ạ. 100k mã 658, bản này cực kỳ mới nhá. Bản này cho em này, từ 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân nha các chị yêu. Đó, 46, 48 tối đa 58 cân rồi. Các bác nhìn cho em họa tiết này. Đây, tông màu của nó chuẩn là em sẽ đứng xa như thế này cho các chị thẩm này. 180k cho em. 180k mã 268 bản này nhá các chị nhớ. Đấy, 180k mã 268 bản em tiên đang cầm này. Trời ơi, xinh. Thật sự xinh luôn. Bản này cổ cột nơ cho em chất liệu vân lụa nha. 100k dành cho các chị từ 46 đến tối đa 56 cân giúp em. 100k cho em bản này chất liệu vân lụa họ tuyết hoa. Mã 46, mã 469 giúp em ạ. 100k. Ôi trời ơi, các bác ơi, cái này của em nó còn nguyên này. Nó còn nguyên tang mát đây nhá. Các chị nhìn cho em này. Đó, từ, trời ơi, tông màu tím pastel. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân, chất liệu von lụa này. Đấy, chị yêu nào mà sợ mỏng về mặc cho em cái áo 2 dây hoặc áo bra ở bên trong cũng được. 180k mã 956 bản này cho em, rất lạ nhá. 180k mã 956 cho em nhá. Em chào chị Hà Anh Ly, hello chị yêu. Bản này cho em một em họa tiết này, hoa nhí nhá, màu đỏ. Bản này 46 cân đến tối đa 56 cân giúp em ly bản này, chất liệu von lụa, phần ống tay có cái điểm này. Cái điểm mang xét nó ôm vào tay để tạo cái điểm phồng ở phần dưới đây cho em. Mã cho em bản này nhá là 181 giá 100k mã 181. Đây ạ. Em tiếp một bản cho các chị nhìn cho em này. Hai bên ly nó đổ này, quá dã man bản này cho em luôn. Từ 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Cổ bẻ hai ve nha các chị yêu. Đó, họa tiết rộng lệ xoắn vali cho em và phối với họa tiết Hoàng Yến này. 180k mã 971 ạ. Đấy, 180k mã 971 cho em nhá. Eo ơi, quá xinh luôn. Em đi lên bản này dành cho các chị size nhỏ nhá. Các chị size nhỏ để ý em bản này chất liệu lụa 45 đến 55 cân size SM nhỏ giúp em. Mã cho em bản này là 635, 100k mã 635. Em lên tiếp một bản lụa hai da cho em này. Eo ơi các bác ơi, lụa hai da cổ bẻ hai ve cho em nhá. Từ 46, 48 tối đa cho em là 60 cân. Bên trong có cầu vai ạ. 180k mã 292 bản này ạ. 180k mã 292 cho em. 181 giúp chị Thu Hằng. Bản này cho em dành cho các chị size L. Size L 55 đến 65 cân giúp em nhá. Size M lớn và L các chị để ý bản này nhá. Bản này cái vạt của nó là vạt layer 2 lớp, các chị có thể sơ vin hay thắt một cái beo vào đây tùy ý mọi người nhá. Size L chất liệu lụa từ 55 đến 65 cân, 100k mã 145. Em lên một bản đỏ này. Cái này của em mọi người ơi, nó sẽ là chất liệu lụa nhăn cho em nhá, không phải bị nhàu đâu mọi người ạ. Về đừng cố la hỏng mất của em. Đấy, lụa nhăn cho em này. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Cổ bẻ hai ve nhá chị yêu. 46, 48 tối đa là 58 cân, cổ bẻ hai ve. Cái vương miệng ở bên túi này. 180k mã 490 cho em ạ. 180k mã 490 bản này nhá. Đấy. Tiếp tục bạn em lên bản này nhá, một em màu pastel nhá. Cho em bản này từ 45 đến tối đa 55, 56 cân. Tay lỡ, mã 18 giá 100k. Mã 18 ạ, giá 100k. Đây ạ, bản này cho em này. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân, chất lai lần hiệu ạ. Chất lai lần hiệu, bên trong có cầu vai cho em nhá. 180k mã 270 cho em bản này. Đấy,
180k mà 270 cho em chất lai lần hiệu nhá. Bản này cho em này, chị nào thích nổi bật thì để ý hộ em ly bản này, cổ tròn khuy cài dọc sau lưng, chất liệu lụa một em cực kỳ tuyệt vời là cái màu sắc của cái bản này nhá mọi người nhá. 4648 đến tối đa 5557 cân. 180k mã 149. Màu quá đẹp đúng không các bác? Khuy cài dọc sau lưng chất liệu lụa, mặc như em là lên thì lúc nào cũng nổi bật. Bản này của em này, cổ đây, cổ nó đây, cổ phối vuông cho em nhá. 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân. 46-48 tối đa là 58 cân bản này cho em này. 180k mã 285 nha các chị yêu. Đó, 180k mã 285 bản này cho em này. Rất nổi luôn. Siêu nổi. Đây ạ, à, em lên bản này nhá. Một em tông màu ghi ánh xanh, dành cho các chị từ 45-47 cân đến tối đa 55-58 cân. Cho em bản này giá là 100k chất liệu lụa mã 184. Mọi người lưu ý giá sale chỉ áp dụng trên line tại thời điểm này, dành cho khách săn line nhá các tình yêu nhá. Chị Nguyễn Chí Đào ơi, chốt 285 kèm số điện thoại giúp em với ạ. Bản này cho em này một bản tông màu hoa, hoa trên nền đen cho em này. 46-48 tối đa cho em là 58 cân. Không, cái này phải 60 cân vừa các chị ạ. 60 cân cũng vừa cho em nhá. Đấy, 180k mã 90. 180k mã 90 cho em tiên. Bạn này bọn em chấm bi tay phồng giúp em, size trong tác là size M từ 48 đến 58 cân. Cái nơ về các chị tự cột giúp em, chất liệu lụa. Bạn này em sale còn 100k mã cho em, bản này là mã 154 ạ. Mã 154 ạ. Em lên một bản màu xanh cho em này. Ô, cái dây này buộc kiểu gì? À, dưới buộc nơ ở sau gáy á? Không, cái này là bắt ra trước này này. Xong rồi bắt đầu với mới buộc. À đây. Còn nếu ôi, về các chị nhá, các chị về buộc cho em cái nơ ở cổ đây. Bản này cho em từ 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân. 46-48 tối đa là 58 cân cho em. 180k mã 166. Không hiểu sao mình lại nghĩ là buộc cái nơ ở gáy được thật. Về thật sự luôn. Ảo à, đây đây ạ. Một em họa tiết màu tím nhá mọi người nhá. Giọt lệ xoắn tay ly cho em là bản này. 46-48 đến 58 cân, size S lớn và M cho em. Giá sale là 100k, mã là 29 nhá mọi người nhá. Mã 29. Chị là thích những cái chi tiết nó nhỏ nhưng mà nét ấy. Chị để ý bản này. Bản này cho em này. Bản này cho em nhá, chất liệu von lụa cho em tiên này. 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân nha các chị yêu. 46-48 tối đa 58 cân, cổ bẻ 2V, có cầu vai dựng vai ở bên trong. 180k mã 379 ạ. Đấy, 180k mã 379 cho em. Cái này vai của nó rất là phồng nhá. Bạn này lụa gấm cho em này, mọi người nhìn cái điểm vai, vai có điểm dựng vai bên trong và tay có nhấn nhá. Bạn này cho em dành cho các chị. À, bạn này là lụa bề mặt gấm nhá mọi người nhá. 46-48 đến 58 cân. Sale còn 100k mã 337. Mã 337 ạ. Em lên tiếp một bản nữa này. Cái này của em ạ, cái này của em là chất liệu von lụa nha các chị yêu. Đây, về các chị cài hết khuy cho em vì nó có rất nhiều khuy. Và khuy nó sẽ chỉ dừng lại ở phần này cho em này. Đấy, phần này cho em thôi. Từ 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Đấy, 46-48 tối đa là 58 cân cho em bản này. 180k mã 195 nha các chị yêu. Đấy, 180k mã 195 bản này ạ. Em lên tiếp một em họa tiết hoa vintage tông màu xanh. 46-48 tay lỡ nha mọi người nha, đến tối đa 58 cân. Giá sale là 180k mã 103. Cái cổ của nó có dập laser cực kỳ tinh tế này mọi người. Đó. Mã cho em bản này là 103. 285 chú Liên Dương Thị ạ. Ủa, chị Liên Dương Thị ơi. Chị Liên Dương Thị ơi, hình như là chị là cái gì đạt đấy là Liên Thị không? Ui, cái này đẹp quá các chị ơi. Bản này cho em tông màu lâu xanh nhá. Gặp chị Liên Dương Thị bên ơi. Trong có cầu vai cho em. Từ 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Đấy, không 60 cân cũng vừa cho em đi. Bên trong có cầu vai các chị nhá. Bên quá. Trong có cầu vai cho em. Ai trắng cho con này xuất sắc. 180k mã 946. Thề cái này rất đẹp. 180k mã 946 nhá chị nhá. Cái này 60 cân cũng vừa. Đấy. Em ly lên tiếp của em này họa tiết hoa nhí nhá. Chất liệu lụa 46-48 đến 58-59 cân. 100k cho em bản này nhá. Mã là 457. Chị ly lên em 457 nhá. Tiếp tục em lên một bản này chất liệu lụa này, khuy đúc toàn bộ. Tay nhấn phồng bản này cho em từ 48-50 kg đến tối đa 60 kg giúp em. Khuy của nó này, mọi người nhìn hộ em khuy đúc toàn bộ nhá. 100k mã 7
762. Em xin lỗi cả nhà. Mã 762. Tiếp tục ạ, bản này cho em của em chất liệu voan lụa nhá. 45 47 cân đến tối đa 55 57 cân. 100k cho em bản này, mã 326. Mã 326. Tiếp tục em lên với em. Họa tiết hoa vintage rực rỡ, nổi bật, chất liệu lụa 46 48 đến 58 59 cân. Chị nào thích hoa rực rỡ nổi bật thì em mời bản này chất liệu lụa. 180k mã 49. 180k mã 49. Tiếp tục cho em bản này. Họa tiết hoa nhí 45 đến tối đa 55 56 cân. 45 đến tối đa 55 56 cân. 180k mã 978. Đây. Trời ơi. Siêu nổi bật đúng không các bác? Hello bác Hồ Hằng. Bản này cho em dành cho các chị từ 48 50 ký đến tối đa 60 ký, free size, con size S lớn, M và M lớn đều mặc được nhé mọi người nhá. Mã cho em bản này là 600 giá 180k. Các bác ơi, em lên một bản nhá. Cái này của em này nó sẽ có chấm chấm ánh gấm cho em nhá. Các chị có nhìn thấy không? Trên nền vải có những cái chấm ánh gấm cho em này. Bản này cho em từ 46, 48, tối đa cho em tiên là 58 cân này. Đấy, cổ bẻ hai ve được nhớ các chị yêu nhớ. 180k cho em tiên này, mã 39 bản này ạ. 180k mã 39 cho em, có một chút ánh gấm ạ. Em lên tiếp bản này nhá, một em họa tiết. Bản này cực kỳ sang này. Bản này 40, em xin lỗi mọi người, bản này từ 50 đến 60, 65 cân, free size, phong size ML giúp em. Đó, chị nào mặc size M thì mặc thoáng giúp em một chút, còn mọi người size L vẫn vừa. 180k mã 273. Các bác ơi, cái quả họa tiết Hoàng Yến này nó xuất sắc dã man các bác ạ. Cái này cho em nhá. 50 tối đa là 62 cân. Bản này 50 tối đa 62 cân này, bên trong có cầu vai dựng vai cho em tiên này. Họa tiết Hoàng Yến sang ngất người luôn. Đấy, 180k mã 490 cho em nhá. Đây, 180k mã 490 cho em. Đấy gần như siêu phẩm. Thề luôn, họa tiết Hoàng Yến rất sang. Em lên tiếp. 268 cho em Nguyễn Thị Mai. Em lên tiếp bản này cọc tay cực kỳ nổi bật. Đây ạ, bản này free size, phong size ML từ 50 đến 60, 65 kg. 180k cho em bản này mã 111. Đây ạ, bản này nữa các chị ạ. Cái này nó sẽ là tông kiểu trắng với ghi cho em này. 50 tối đa cho em là 62 cân nhá chị nhá. Hơi to một tí. 50 tối đa 62 cân cho em tiêm bản này. 180k. 180k mã 155 cho em này. Đấy, mã 155, 180k. Các chị khách mới inbox để nhân viên hướng dẫn chuyển khoản nhá. Các chị ơi, bản này quá đẹp luôn. Đó là lai lừng hiệu, lại còn màu hồng họa tiết. Đó, 111 cho chị Thu Thủy. Tay lại còn nhấn phồng. Bản này 46, 48 đến tối đa 60 cân, free size, lai lừng hiệu. 180k mã 332. Mọi người lưu ý giá sale chỉ áp dụng trên lai. Tại thời điểm này dành cho khách săn lai. Hết lai chúng em về giá cũ. Bản này siêu phẩm, em sale còn 350. Cái này dã man quá chị ơi. Bản này siêu phẩm nhá. Siêu phẩm của nhà em nhá. Đây, bản này cổ size tròn 350k các chị, bản này có thể beo vào này. Hay các chị sơ vin tùy ý các chị. Cái này thì dành cho các chị từ 50 đến tối đa 60, 65 cân, free size, phong size ML. Bản này cho em có giá là 350k. 350k mã 699 cho em nhá. Đấy, một bản siêu phẩm được sale. 350k mã 699 bản này. Eo quá xuất sắc các chị ạ. Đỉnh của chóp cho em luôn. Em đi lên tiếp bản này cổ bẻ 2V này. Cổ bẻ 2V cho em nhá, túi ngực hai bên. Bản này cho em dành cho các chị từ 46, 48 đến 58 cân, chất liệu lụa Nhật. 180k mã 634. Đây ạ, bản này cho em có ánh gấm này các chị này. Có ánh gấm cho em nhá mọi người nhá. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. 46, 48 tối đa 58 cân. Bản này cho em bên trong có cầu vai này. 180k mã 27. 180k mã 27 cho em ạ. 332. Chốt chị lên Dương Thị nhỉ. Đây bản này của em nhá, bên ở đằng sau nó sẽ là khuy cài ở đằng sau này. Đằng trước đây cổ của nó sẽ như thế này cho em. 46 48 tối đa cho em tiên là 58 cân, một em chất liệu lụa. Đấy. Em này sẽ có giá là 180k mã 191 ạ. Đó. Bản này nhá mọi người nhá, bản này của nó là tà, của nó là layer hai bên. Cái này một là mình có thể buộc vào, hai là mình nhét để mình sơ vin vào như này cho em. Họa tiết tông xanh, chất liệu lụa vai nhấn bồng. 46 48 đến 58 cân, 180k mã 9, mã 893. Em chào chị Hồ Minh.
Chị ơi, có ai hỏi gì nữa không ạ? Nếu ai cần hỏi gì thì mọi người chủ động comment lên để em Tiên hỗ trợ. Còn trong trường hợp nếu không ai hỏi gì nữa thì chúng em xin phép được kết thúc livestream để hẹn mọi người 8 giờ tối nay nhé. Em sẽ lên sale chân váy Vin lụa Nhật, là những cái sản phẩm mà nội địa Nhật, châu Âu bán tại Nhật, có họa tiết, có một màu, có rực rỡ, có nổi bật. 8 giờ tối nay em Tiên sẽ lên. Còn hiện tại sơ mi thì còn ai cần hỗ trợ thì các chị comment lên giúp em nhá. Đây nhá, em có cái bản này. Em lên cho các chị, em vừa cài quy. Nó là vạt đắp chéo cho em, cái cổ của nó đây, cổ gen của em nhá chị nhá. Đấy, vạt đắp chéo cho em bản này 48, tối đa cho em là 58 cân. Bên trong có cầu vai 180k, mã 170 bản này cho em nhá. Đây, các bạn nhìn cho em này, 180k, mã 170 cho em. Cái này nhá, nó sẽ là màu cam bebe, cam kiểu cam nút cho em. Còn cái này bên ngoài này sẽ là tông màu tím, ghi tím, đấy. Áo trắng ạ. Tiên tìm áo trắng. Bản này của em họa tiết chạy dọc chất liệu lụa nhá mọi người nhá, họa tiết hoa nhí chạy dọc cho em. 48 đến 58 59 cân cho em bản này nhá. Giá sale là 180k, mã 63. Trắng. Trắng thì còn cái nào, trắng không còn đâu em ạ. Chị ơi, không tìm áo cộc tay mồm có cộc tay thủy là cộc tay á. Màu á. 60 ký đây. Cọc tay màu 60kg, chị săn bản này nhá chị Thu Thủy này. Bản này cho em là một em cọc tay free size. Bản này từ 52 đến tối đa 62 cân đây. Cái này em chưa cài quy đây, cài vào nó như này nhá. Còn sơ vin vào là như này. Bản này sale còn 180k, mã 20. Cọc tay đúng không? Đó. Chị Nguyễn Thị Mai à, đơn của mình dồn trong ngày cũng nhất thôi. Đơn dồn trong ngày hộ em nhá, nhà em đơn nhiều lắm nên là khách cứ nói thật là nhà em bị mắc một cái tội rất là to đối với khách hàng, đấy là đi đơn chậm. Nên là mọi người hết sức thông cảm, chúng em sẽ giả đơn thật là nhanh. Bởi vì sao? Cái số lượng đơn chốt một ngày like 3k. Mà số lượng đơn chốt một ngày, các chị biết bản thân các chị ở đây không ai mua một cái cả. Các chị thử nghĩ và xem. Ví dụ như bà Chelsea một lần mà mua đến mấy chục cái, đúng không ạ? Rồi rất nhiều chị, ví dụ Thùy Linh mua của em một like 5-70 cái là chuyện bình thường. Đấy, em đang nói một người. Thì các chị thử nghĩ xem là nó nhanh, có nhanh được không? Em bọn em vẫn lên đấy ạ. Đấy, nên là hộ em nhớ là dồn đơn, em chỉ dồn đơn trong ngày, cùng lắm là sang ngày hôm sau các chị nhá. Còn lại là chúng em phải hoàn thành đơn để đi, không là cứ người lọ chờ người kia là lâu ấy ạ. Bạn này cho em nhá, 52 đến tối đa 62 cân. Tiên lên với cái rực rỡ ở đầu xào này em này. Được chưa ạ? Bạn này em sale còn 100k này. Nhìn đằng sau này, màu đẹp quá. Và đặc biệt là những chị mà size lời lên mặc màu đậm ấy, nhìn nó gọn người các chị ạ. Mã 930. Em lên tiếp một bản tông màu tím, hoa tím rực rỡ đây nhá chị nhá. Chị nào thích rực rỡ để ý cho em bản này tông màu hồng tím đậm, chất liệu lụa 46-48 đến 58 cân, 180k cho em bản này ạ. Mã 190. Mã 190. Đây, em lên tiếp một bản rực rỡ đây nhá. Rồi ôi, hoa rực rỡ. Bản này cho em từ 48, tối đa cho em là 58 cân này. Cổ nó là cổ V thoáng cho em nha các bác ơi. Đó, bản này cho em có giá là 180k, mã 481 ạ. Thề các bác nhìn hoa mặc này, nổi dã man luôn. Đấy, em lên tiếp bạn này siêu 100% dành cho các chị từ 46-48 đến 58 cân, tay nhấn phồng. Siêu 100%, giá sale là 180k, mã 278. Bạn này cho em này, tay có độ phồng này các chị yêu này. Tay có độ phồng cho em nhá. Và ở dưới eo cho em nó có nhấn lim một chút về, các chị đeo đai vào cho em nó thành cái dáng bếp lăm ấy các chị. Bạn này cho em tiên từ 46-48, tối đa cho em là 58 cân, 180k, mã 535 bản này cho em nhá. Đấy, 180k, mã 535 cho em, đằng sau nhún eo này. Thấy không? 191 free size cho em bản này nhá. Mọi em họa tiết phối Hoàng Yến này. Free size bản này từ 50 đến 60, 62 cân nhá mọi người nhá. Phong của nó rất thoáng, nhưng khi sơ vin lên nó sẽ đổ dáng xuống. Mọi người sẽ thấy rằng những cái em mà dáng thoáng nó đổ xuống nó rất đẹp đúng không ạ? Giá sale là 180k, mã 101. Đây, em lên tiếp một bản này nữa cho em này. Các bác nhìn cho em hai bên ly này, hai bên ly vai nó đổ nhá. Từ 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Đó, 46-48 tối đa là 58 cân cho em này. 180k, mã 630 cho em nha. Đó, 180k, mã 630. Bản này có nguyên tác mới 100% lụa ánh gấm giúp em. Đằng sau có khuy cái dọc sau lưng. Bản này từ 50 đến 60, 62 cân. Free size, form size ML giúp em nhá. Mới nguyên tang. Mã cho em bản này là 716, giá 180. Bản này cho em đi ạ. Đây ạ,
46, 48 tối đa cho em là 58 cân. 46, 48 tối đa là 58 cân bản này cho em nha. Khuy ở đằng sau cài như thế này cho em này. 180k mã 480 cho em. Rồi chết rồi, cái này nguyên giá là 400k các bác ạ. Cái gì đấy? Siêu phẩm đấy. Sale của nó 180. 180k mã 480 cho em nhá. Nguyên giá nguyên tang nó khoảng 400k đấy các bác ơi. Đấy, gọi tên vô thích cho em. Ok chị. Đấy, chốt lẹ các chị ơi, siêu phẩm của bà Ly em vừa chốt giá được 180 thôi. 101 của chị Tracy đó ạ. 101 là cái gì đó? Hỏi các chị xem ai còn cần hỗ trợ thì em hỗ trợ. Mọi người ơi, muốn có ai muốn lên mẫu gì nữa thì để em hỗ trợ nhá. Còn nếu mà không thì em xin phép được kết thúc live ở đây ạ. Tối nay hẹn mọi người 8 giờ săn chân váy cho em đi. Mọi người ơi, tối nay 8 giờ nhá. Tối nay 8 giờ vào săn chân váy với em nha các chị yêu. Có ai nói gì nữa không mày? Thế nhá mọi người nhá, em xin phép được kết thúc live ở đây ạ. Hẹn các chị yêu 8 giờ tối vào săn chân váy với em nha. Bye bye. Bye 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 bye.